Một người đàn ông thành đạt, dường như có được tất cả mọi thứ trên đời, tiền bạc, danh vọng và hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ sau một chuyến dã ngoại, anh ta lại mất hết tất cả. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông? Quay ngược thời gian về vài ngày trước, Kang Woo-hyun là một MC nổi tiếng tại đài truyền hình. Khi dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh, cũng đạt được thành công nhất định. Anh có một gia đình hạnh phúc, cùng với vợ và con trai. Trong buổi phỏng vấn, MC chính là vợ Woo-hyun. Cô đặt ra một vấn đề, không biết anh có muốn bước chân vào giới chính trị. Woo-hyun ngỏ ý từ chối, anh muốn dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Người vợ tỏ ra vô cùng hài lòng. Sắp tới Woo-hyun muốn dẫn vợ con đi dã ngoại, mặc kệ thư ký có nhắc nhở, anh có cuộc hẹn quan trọng vào ngày đó, nhưng Woo-hyun cũng chẳng để tâm. Tuy nhiên chuyến đi lần này lại là một thảm kịch mà suốt đời Woo-hyun không thể quên. Buổi tối khi anh đi săn trở về, phát hiện nhà nghỉ đang bốc cháy dữ dội, Woo-hyun vội chạy vào tìm vợ con, nhưng lại không thấy một ai. Sau đó anh ra đường tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên đây là vùng núi hẻo lánh, Woo-hyun đi mỏi chân cũng không thấy bóng người. Anh bất lực ngã gục xuống đường, may mắn có một chiếc xe đi ngang qua, tài xế xuống xe rồi gọi cấp cứu cho Woo-hyun. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dường như vào lúc đi săn, Woo-hyun gặp phải thú dữ, cơ thể anh chằng chịt vết thương, còn chúng độc do rắn cắn, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Nhưng Woo-hyun vẫn không tỉnh lại. Bên ngoài bệnh viện, cảnh sát đi tới tiếp nhận vụ án, cảnh sát địa phương đi cùng Woo-hyun trên xe cứu thương, có viết lại lời nói trong lúc anh mê man. Sau khi xem tấm ảnh tìm được trên người Woo-hyun, cảnh sát Seoul nhận ra anh là người nổi tiếng, vì vậy không thể điều tra vụ án một cách qua loa. Một bên khác, cảnh sát Go đến nhà vợ cũ để dẫn con gái đi chơi. Mỗi tháng ông chỉ được gặp cô bé một lần. Cảnh sát Go muốn hàn gắn với vợ cũ, nhưng bà ấy nhất định không đồng ý, vì vậy ông đành phải kéo con gái làm đồng minh. Hai bố con lên xe đi chơi, tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường, cảnh sát Go liền nhận được cuộc gọi của đội trưởng Hói. Ông cố tình không nghe máy, nhưng đội trưởng Hói cứ gọi liên tục. Cảnh sát Go bắt buộc nhận điện thoại. Đội trưởng Hói yêu cầu ông lập tức quay về Seoul để nhận nhiệm vụ quan trọng. Nhưng với một cảnh sát sắp về hưu, gia đình mới quan trọng với cảnh sát Go, ông giả vờ đang điều tra vụ án khác rồi cúp máy của đội trưởng Hói. Bên kia, đội trưởng Hói đang cáu cảnh sát Go. Bất ngờ cấp dưới chạy đến báo tin Woo-hyun vừa mới tỉnh lại. Cả đội lập tức đến phòng bệnh thăm anh nhằm điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Trong phòng bệnh, các bác sĩ đang bất lực vì Woo-hyun không chịu tiếp nhận điều trị mà muốn khai báo vụ án. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện. Woo-hyun dùng tay ra dấu. Cảnh sát nhận ra anh đang muốn gõ chữ, lập tức đem một chiếc máy tính đến. Woo-hyun dùng hết sức bình sinh cào phím. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Woo-hyun dẫn theo vợ con lên núi dã ngoại. Bức ảnh cảnh sát tìm được trên người Woo-hyun cũng được anh chụp lại trong chuyến đi. Tuy nhiên hành trình của gia đình không suôn sẻ. Đột nhiên trời đổ mưa lớn, Woo-hyun lái xe dẫn vợ con đến một nhà nghỉ trên ngọn núi không tên, cũng là nơi lần đầu hai vợ chồng hẹn hò. Sở thích của Woo-hyun chính là khám phá những nơi hoang vu hẻo lánh. Cả gia đình vào trong nhà nghỉ trú mưa, tên chủ nhà nghỉ niềm nở đón khách. Woo-hyun phát hiện nơi đây đã đổi chủ. Đối diện họ còn có hai vị khách kỳ lạ, dường như họ đều là thợ săn. Một tên đưa ánh mắt nhìn trộm vợ Woo-hyun, khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, muốn rời đi ngay khi trời tạnh mưa. Woo-hyun cho rằng vợ quá nhạy cảm nên cũng không mấy để tâm. Con trai hai người thích thú đi xung quanh căn phòng vì nơi đây có rất nhiều sinh vật lạ mắt với thằng bé. Lúc sau, hai thợ săn cũng lái xe rời đi, làm vợ Woo-hyun đỡ phiền lòng hơn. Nhưng cô ấy lại phát hiện con trai không thấy đâu nữa. Vừa nãy thằng bé còn chơi ngoài trời mưa, nhưng khi hai thợ săn rời đi thì biến mất theo. Woo-hyun bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội cùng vợ đi tìm con trai. Tên chủ nhà nghỉ ra ngoài nhắc nhở hai người, thanh toán trước rồi hãy đi. Woo-hyun đưa vợ vào xe ngồi đợi, anh sẽ tiến sâu vào rừng tìm con trai. Bất ngờ Woo-hyun nghe thấy tiếng súng. Anh chạy theo hướng đó kiểm tra, vô tình va phải tên chủ nhà nghỉ, nói rằng hướng đó không có người, cả hai cùng nhau quay về. Woo-hyun lại phát hiện người vợ cũng biến mất, hóa ra cô ấy chỉ đi lấy ô. Cả hai muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng ở đây lại không có sóng. Tên chủ nhà nghỉ cho vợ chồng Woo-hyun biết phải lái xe đi ra khỏi đây khoảng 10 phút thì điện thoại mới bắt được tín hiệu. Woo-hyun lập tức đưa vợ đi cùng. Lái xe được một đoạn, anh mới nhớ ra hai thợ săn kỳ lạ vừa nãy rời đi đúng lúc con trai Woo-hyun đang chơi bên ngoài, đồng thời anh còn nghe thấy tiếng súng trong rừng. Woo-hyun muốn quay lại hỏi tên chủ nhà nghỉ, đưa ra câu hỏi với tên chủ nhà nghỉ, nhưng tên chủ nhà nghỉ lại nói rằng ngoài gia đình Woo-hyun, nơi đây không đón bất kỳ vị khách nào trong 3 ngày, bàn cũng đã bám đầy bụi. Woo-hyun cảm thấy vô cùng hoang mang, anh chạy ra bên ngoài tìm tiếp, vô tình phát hiện ở đâu mọc lên thêm 2 căn nhà. Khi đến đây thì nhà nghỉ là duy nhất. Woo-hyun đến căn nhà mới xuất hiện tìm thử, tên chủ nhà nghỉ chạy theo ngăn cản vì đây là căn nhà ma ám, ai vào bên trong cũng đều mắc cổ tự sát. Woo-hyun đành phải quay xe, nhưng ngay khi anh bước chân khỏi cửa, tên chủ nhà nghỉ vội đóng cửa lại. Sau đó Woo-hyun quay lại xe nhưng không còn thấy vợ ở đây. Bất ngờ có mũi tên bắn tới, Woo-hyun hét to ra hiệu có người, nhưng bên kia vẫn tiếp tục bắn tên, anh buộc phải trốn vào trong xe. Woo-hyun tiếp tục bấm còi báo hiệu, tên chủ nhà nghỉ đi ra xem có chuyện gì, lập tức bị Woo-hyun kéo vào xe. Anh cho rằng mọi chuyện đều do tên chủ nhà nghỉ dàn dựng. Woo-hyun kéo hắn ta vào nhà chất vấn, rõ ràng anh thấy có hai thợ săn mà tên chủ nhà nghỉ lại bảo không có, hơn nữa ở đây còn nuôi rất nhiều động vật kỳ lạ, không phải thợ săn thì ai là người bắt chúng.
Gu Huyên vớ được một chiếc sẻng, ép hắn ta thành thật trả lời, anh đập một phát cảnh cáo, làm tên chủ nhà nghỉ vô cùng sợ hãi, hắn ta rứt dây chói lao vào đẩy ngã Gu Huyên, rồi nhặt chiếc sẻng phang anh một cái, đến khi Gu Huyên tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị chói, anh cầu xin tên chủ nhà nghỉ cởi chói, để có thể đi tìm vợ con, tên chủ nhà nghỉ lại khó hiểu nhìn Gu Huyên, lúc nãy thì đòi tìm hai thợ săn, bây giờ lại đòi tìm vợ con. Nhưng làm gì có ai theo anh đến đây, tên chủ nhà nghỉ cho rằng Gu Huyên đang mắc bệnh hoang tưởng, định cầm sẻng đánh anh cái nữa cho tỉnh, Gu Huyên cũng cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc trong câu chuyện vừa xảy ra, đâu mới là sự thật, bây giờ tên chủ nhà nghỉ lấy điện thoại, gọi cảnh sát đến dẫn Gu Huyên về trại tâm thần, không ngờ điện thoại bàn ở đây vẫn dùng được. Gu Huyên muốn được nói chuyện với cảnh sát, tên chủ nhà nghỉ đưa máy đến cho Gu Huyên, anh cầu xin cảnh sát đi tìm vợ con giúp mình, số điện thoại này không tồn tại. Hóa ra nãy giờ tên chủ nhà nghỉ đang trêu đùa Gu Huyên, hắn ta đập vỡ điện thoại rồi điên dại hét lớn, hãy tiếp tục gọi cảnh sát nữa đi, không ngờ tên chủ nhà nghỉ là một gã tâm thần bén thái, hắn hành hẹo Gu Huyên tàn nhẫn, ép anh tham gia vào một trò chơi sinh tử. Tên chủ nhà nghỉ đã bắt vợ con Gu Huyên giấu ở hai nơi khác nhau, hắn đưa cho anh một tấm bản đồ, từ giờ vợ con Gu Huyên sẽ là con mồi, anh chỉ được chọn cứu một trong hai, tên chủ nhà nghỉ và hai thợ săn sẽ tiến hành quá trình săn bắt vợ hoặc con Gu Huyên sẽ trở thành tiêu bản trong bộ sưu tập của chúng. Nếu như anh dám báo cảnh sát, cả hai đều sẽ mất mẹ. Gu Huyên vô cùng tức giận, ai sai mày làm những chuyện này? Tên chủ nhà nghỉ hỏi ngược lại Gu Huyên, không nhận ra hắn là ai sao? Hắn cắt một bên dây chói, rồi cho Gu Huyên một nhát vào đùi, để anh tự cắt nốt bên còn lại. Tên chủ nhà nghỉ tuyên bố, hành trình đi săn bắt đầu. Gu Huyên rời nhà nghỉ chạy vào rừng sâu, với hy vọng có thể cứu được vợ con trở về. Quay lại thực tại, cảnh sát đeo kính là Bay Nam Son, đang in biên bản lời khai do Gu Huyên đánh máy. Cảm thấy có nhiều chi tiết kỳ lạ, Nam Son gọi điện báo cho cảnh sát Go, nhờ ông hỗ trợ phá vụ án hóc búa. Bấy giờ cảnh sát Go vẫn đang đi chơi cùng con gái. Nhưng khi nghe thấy có một đứa trẻ mất tích, ông lập tức đọc báo cáo mà Nam Son gửi. Bất ngờ cảnh sát Go nhận được cuộc gọi của Nam Son, hỏi ông thấy sao về những chi tiết hoang đường trong báo cáo. Cảnh sát Go suy đoán Gu Huyên có tiền sử mắc bệnh tâm thần hoặc là có hội chứng hoang tưởng. Ông nhờ Nam Son đến bệnh viện xác nhận, sau đó cảnh sát Go gửi con cho người khác đưa về. Rồi lái xe lên đường điều tra vụ án, ông gọi điện hỏi thăm tình hình đội trưởng Hói. Cảnh sát đang cho người tìm kiếm khắp ngọn núi nhưng vẫn chưa thấy tung tích vợ con Gu Huyên. Cảnh sát Go đưa ra gợi ý, nhờ sự giúp đỡ của người dân trong vùng, họ thông thuộc địa hình núi rừng hơn cảnh sát, đồng thời nếu có người lên núi hái thuốc, biết đâu sẽ phát hiện ra điều bất thường. Đội trưởng Hói lập tức cho người làm theo lời cảnh sát Go. Sau đó cảnh sát Go gọi điện cho Nam Son, anh ta đang đợi Gu Huyên viết tiếp tường thuật vụ án. Nhận được cuộc gọi của cảnh sát Go, Nam Son ra ngoài nghe máy. Cảnh sát Go nhờ anh ta lấy điện thoại của Gu Huyên để chuẩn bị thực hiện một kế hoạch. Lúc sau cảnh sát Go đến nhà Gu Huyên, đóng giả nhân viên giao hàng nhằm đột nhập vào nhà điều tra. Nam Son dùng điện thoại của Gu Huyên gọi điện xác nhận với bảo vệ, giúp cảnh sát Go thành công qua cửa. Lý do cảnh sát Go phải thực hiện kế hoạch này vì không muốn ai biết gia đình Gu Huyên gặp nạn, cánh nhà báo mà đến hiện trường làm loạn sẽ gây bất lợi cho quá trình tìm kiếm của cảnh sát. Sau khi vào được nhà Gu Huyên, cảnh sát Go đi lại xem xét, đồng thời ông cũng nhờ Nam Son kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Gu Huyên. Lúc Nam Son đang tra lịch sử cuộc gọi, bất ngờ điện thoại của Gu Huyên đổ chuông. Nam Son không biết làm cách nào đành nghe máy, thư ký nhận ra không phải giọng Gu Huyên, liên hỏi có chuyện gì xảy ra với anh. Nam Son cho thư ký biết Gu Huyên đang trong bệnh viện, thư ký lập tức lái xe đến đó kiểm tra. Khi cô tới nơi Gu Huyên đang làm loạn, yêu cầu được gặp vợ con của mình, thư ký tiến đến ôm lấy Gu Huyên động viên, giúp anh dần lấy lại bình tĩnh. Sau đó Gu Huyên cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Nam Son mới yên tâm tiếp tục làm việc. Trong quá trình điều tra về mối quan hệ của Gu Huyên, vô tình Nam Son đọc được một bài viết trên mạng có liên quan đến thư ký Kim. Nam Son quyết định thăm dò cô ta, tuy nhiên anh còn chưa kịp mở lời, thư ký Kim liền tìm cách né tránh. Nam Son cảm thấy con người này có điều bất thường. Anh trèo lên sân thượng theo dõi cô ta, thấy thư ký Kim đang nói chuyện với người đàn ông bí ẩn. Nam Son cẩn thận chụp ảnh lại, sau đó anh gọi điện báo cáo cho cảnh sát Go. Ông là tiền bối mà Nam Son vô cùng kính trọng. Cảnh sát Go nói với Nam Son, ông đang trên đường đến bệnh viện, có chuyện gì thì gặp rồi bàn, nhưng không ngờ đây lại là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người. Khi cảnh sát Go vừa tới sân bệnh viện, bất ngờ một người rơi từ tầng cao xuống, không ai khác chính là Nam Son, người đàn ông bí ẩn đẩy anh từ sân thượng xuống. Cảnh sát Go hốt hoảng gọi cấp cứu, điện thoại vẫn ở trên sân thượng, cuốn sổ ghi chép điều tra của Nam Son rơi ngay gần đó, bên trong là manh mối mà anh để lại cho cảnh sát Go. Sau khi Nam Son được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thông báo anh không thể qua khỏi. Cảnh sát Go vô cùng thương tiếc hậu bối, ông nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng với Nam Son, chắc chắn có chuyện gì đó không bình thường. Cảnh sát Go quyết định điều tra ra chân tướng. Ông chạy đến phòng an ninh, tuy nhiên máy quay ở hành lang sân thượng lại bị tắt đúng lúc. Cảnh sát Go buộc phải tự tới hiện trường. Trên sân thượng cảnh sát tìm được một đầu thuốc lá, cùng thanh sắt dài cho là hung khí, vì trên đó có dính vết máu. Tuy nhiên đội trưởng Hói muốn kết thúc nhanh vụ án bằng kết luận Nam Son tự tỏi. Cảnh sát Go vô cùng bất mãn, dù sao đó cũng là đồng nghiệp, không thể để Nam Son chết một cách vô nghĩa như vậy. Hơn nữa trong chuyện này còn có nhiều điểm nghi vấn.
Không lý nào mà máy quay an ninh trên sân thượng lại hỏng đúng lúc, Nam Son cũng bỏ thuốc từ lâu, vậy thì đầu thuốc lá được tìm thấy là của ai? Đội trưởng Hói và cảnh sát Go sinh ra xích mích, một bên phải tuân theo lệnh cấp trên ban xuống, không thể để vụ án của người nổi tiếng như Gu Huyên lộ ra vì nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Một bên nhất quyết không chịu cho qua cái chết của đồng nghiệp, nếu đội trưởng Hói không cho người điều tra, cảnh sát Go sẽ tự làm chuyện đó, nhưng trước tiên phải tổ chức một đám tang cho Nam Son. Trong đám tang, đội trưởng Hói mới nhắc với cảnh sát Go, theo như tường thuật vụ án của Gu Huyên, nếu đám thợ săn biết cảnh sát nhúng tay, sẽ lập tức giết vợ con Gu Huyên. Cấp trên ban lệnh giữ yên lặng vụ án của Nam Son, cũng để bảo vệ cho an toàn của con tin. Lúc sau, đội trưởng Hói giới thiệu cho cảnh sát Go một đồng nghiệp. Nữ cảnh sát tài năng của sở cảnh sát Seoul, Jun Seo-jong cũng là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Lần này cô sẽ phối hợp trong vụ án của Gu Huyên. Cảnh sát Go chẳng quan tâm đến màn chào hỏi mà trực tiếp bỏ đi nơi khác. Điều quan trọng với ông bây giờ là tìm ra kẻ đã hại Nam Son. Sau đó cảnh sát Go đến nhà Nam Son. Xin người bố đừng vội hỏa táng thi thể, để ông mang đi giám định pháp y. Bây giờ người bố đang đau buồn nên không thể quan tâm được nhiều. Mặc cho cảnh sát muốn làm gì thì làm, cảnh sát Go vô cùng khổ tâm, dù muốn Nam Son có thể nguyên vẹn ra đi, nhưng để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh. Cảnh sát Go bắt buộc phải mang thi thể đến phòng giải phẫu, nữ pháp y cho ông biết, nạn nhân bị một đánh chết luôn, không có dấu hiệu phản kháng. Hơn nữa còn chọn vị trí đánh, trùng khớp với điểm tiếp đất khi rơi xuống, gây ra một vết thương trùng lặp. Nếu pháp y nào còn non kinh nghiệm, sẽ không thể phát hiện ra, hoàn hảo ngụy tạo thành một vụ tự vấn. Những vết thương khác trên cơ thể nạn nhân do va đập. Không đáng nhắc tới, nghe xong phân tích của pháp y, với kinh nghiệm lâu năm cảnh sát Go thầm hiểu, hung thủ phải là một sát thủ chuyên nghiệp mới có thể ra tay chính xác như vậy. Dường như mọi chuyện bắt đầu từ vụ án của Gu Huyên, cảnh sát Go quyết định đến bệnh viện gặp anh một chuyến. Hóa ra hai người từng quen biết, Gu Huyên có vẻ ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng trong mắt của cảnh sát Go, anh chỉ là một tên tội phạm thoát khỏi lưới trời không hơn không kém. Có lẽ vì sai lầm trong quá khứ mà bây giờ Gu Huyên mới nằm đây, bất ngờ Seo-jong đi tới, cô chào hỏi lại cảnh sát Go một lần nữa. Nhưng ông vẫn không quan tâm, Seo-jong đưa ra phân tích, vụ án của Nam Son và tai nạn của Gu Huyên có liên quan đến nhau. Cảnh sát Go muốn giải quyết vụ của Nam Son thì nên hợp tác với cô, nhưng cảnh sát Go lại bảo Seo-jong cứ làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng cố gắng tỏ ra thân thiết với ông, nói xong cảnh sát Go rời khỏi phòng bệnh, Seo-jong bắt đầu lấy lời khai của Gu Huyên. Câu chuyện về cuộc đi săn tiếp tục, sau khi Gu Huyên đi vào cánh rừng, tên chủ nhà nghỉ gọi điện cho thợ săn, thông báo cuộc đi săn bắt đầu. Tuy nhiên Gu Huyên lén trở lại nhà nghỉ, rồi trèo qua lan can tầng 2, đột nhập vào trong ngôi nhà. Bấy giờ tên chủ nhà nghỉ đang gọi điện cho cấp trên, bị dục xử lý nhanh lên, khiến hắn vô cùng tức giận. Bất ngờ có chuông báo hiệu, tên chủ nhà nghỉ định ra kiểm tra, thì bị Gu Huyên nấp sẵn úp sọt. Hai bên giằng co một hồi, Gu Huyên lấy ra con dao, tặng trả lại tên chủ nhà nghỉ một nhát. Sau đó anh bắt trói hắn lại, Gu Huyên hỏi một lần nữa, tên chủ nhà nghỉ rốt cuộc là ai, anh nhớ trong ký ức. Hắn ta chưa từng xuất hiện, mà lại làm như biết rõ Gu Huyên, tên chủ nhà nghỉ cười châm chọc. Hắn biết Gu Huyên qua truyền hình là một big fan của anh, tên chủ nhà nghỉ lại lấy vợ con Gu Huyên ra đe dọa, nếu anh không nhanh chân thì họ sẽ bị thợ săn giết chết. Gu Huyên nóng máu, anh tìm được một con dao bầu rồi trực tiếp ấy chân tên chủ nhà nghỉ. Hắn dám giết người, nhưng Gu Huyên cũng không ăn chay, đứng trước viễn cảnh cơ thể bị ấy ra từng khúc. Tên chủ nhà nghỉ mới bắt đầu hoảng loạn, Gu Huyên dạy cho hắn cách che tấn người khác với thái độ vô cùng bình tĩnh. Vị trí thợ săn và con mồi đã bị hoán đổi. Ánh mắt Gu Huyên bây giờ không khác một kẻ sát nhân. Vừa thấy Gu Huyên giơ dao lên, tên chủ nhà nghỉ lập tức khẩn thiết cầu xin, hắn sẽ thành thật trả lời hết câu hỏi mà Gu Huyên đặt ra. Ai là kẻ sai khiến bọn mày? Tên chủ nhà nghỉ chỉ biết đó là một trong số những thợ săn, ngoài ra thì không có thông tin nào khác. Bất ngờ bộ đàm đổ chuông, Gu Huyên bắt tên chủ nhà nghỉ trả lời theo những gì anh viết trên giấy, hắn buộc phải nghe lệnh. Dựa vào đó, Gu Huyên biết được vợ con anh vẫn còn an toàn. Gu Huyên tiếp tục đưa ra gợi ý, dẫn đám thợ săn đến chỗ anh, chính là địa điểm A, nơi vợ Gu Huyên đang bị giam cầm. Sau đó Gu Huyên vác súng lên đường chinh chiến. Quay lại thực tại, Seo-jong lại đến bắt chuyện với cảnh sát Go. Dựa vào khả năng phân tích tâm lý tội phạm, Seo-jong tự tin có thể giúp cảnh sát Go giải quyết vụ án của Nam Son. Nghe có vẻ hợp lý, cảnh sát Go chấp nhận hợp tác, hai người rủ nhau đi uống cà phê để phá giải vụ án của Nam Son. Phải bắt đầu từ vụ án của Gu Huyên, Seo-jong cho cảnh sát Go biết có thể nó còn liên quan đến một vụ giết người hàng loạt chưa được giải quyết. Tội phạm không phải một người mà là tập hợp nhóm người mang tên thợ săn, tuy nhiên họ thường đi săn riêng lẻ. Địa điểm gây án là những vùng núi hẻo lánh, vũ khí là súng đạn ngắn hoặc súng trường. Biểu hiện của nhóm tội phạm này là những người có tính tự tôn và tính độc chiếm cao, có xu hướng phản xã hội một cách cực đoan. Dựa vào bản tường thuật vụ án của Gu Huyên, Seo-jong tìm ra rất nhiều điểm tương đồng. Bây giờ cảnh sát Go chỉ ra thiếu sót trong phân tích của Seo-jong. Nếu hung thủ của vụ án thật sự là tổ chức thợ săn, tại sao chúng lại không giết Gu Huyên? Hơn nữa vụ án của Nam Son cũng không có điểm chung nào. Nguyên nhân Nam Son phải chết là gì? Seo-jong không thể giải thích. Đừng nghĩ vụ án nào cũng là giết người liên hoàn.
20 năm cảnh sát Go trong nghề, loại người nào cũng từng gặp qua, Seo Jong mới có chút thành tựu, không thể cãi lý được, chỉ biết đứng im nhìn cảnh sát Go rời đi, trở về với cuộc đi săn, không ngờ Gu Huyên đang dùng kế điệu hổ ly sơn, anh không đến chỗ vợ, mà đến tìm con trai, tuy nhiên một tên thợ săn đang canh gác ở đây, hắn bắn cho Gu Huyên vài phát súng, rồi báo cho đồng đội đến tiếp ứng. Tên thợ săn phát hiện Gu Huyên đang mang theo nỏ, gọi về cho tên chủ nhà nghỉ kiểm tra, nhưng hắn lại nghe thấy âm thanh bộ đàm gần đó, tên thợ săn cẩn thận tiến đến xem xét. Phát hiện bộ đàm bị Gu Huyên ném dưới đất, tên thợ săn bị dụ vào bẫy, lập tức Gu Huyên cho hắn ăn một mũi tên. Anh bỏ nỏ lao lên tấn công, tên thợ săn rút mũi tên rồi lấy dao chiến đấu. Gu Huyên cướp được khẩu súng trường, bắn hắn một phát chết luôn. Sau đó anh nhặt lại nỏ, rồi chạy đến giải cứu con trai. Bất ngờ một con rắn trườn trên đầu thằng bé, Gu Huyên tạo ra tiếng động dụ rắn, rồi dùng nỏ bắn nó một phát. Gu Huyên chạy đến cởi trói cho con trai, không may con rắn còn sống. Thơm yêu vào chân anh một nhát rồi bỏ đi, anh hỏi về vị trí của vợ, nhưng con trai cũng không hay biết, tạm thời phải dẫn thằng bé đến một nơi an toàn. Rồi mới yên tâm đi tìm vợ, trước khi đi Gu Huyên dặn dò con trai, nếu có nguy hiểm hãy bấm còi báo hiệu. Anh giao cho thằng bé một con siêu nhân, nó sẽ ở đây bảo vệ cho con. Xong việc Gu Huyên tiếp tục lên đường, không ngờ khi anh vừa rời khỏi, tên thợ săn còn lại tìm đến, con trai Gu Huyên vội trốn thật kỹ, tên thợ săn tìm kiếm xung quanh, thằng bé nhân cơ hội chạy đến chỗ bấm còi. Nghe thấy tiếng còi xe, Gu Huyên lập tức quay lại, nhưng anh không thấy con trai đâu. Tên thợ săn cầm súng xuất hiện tấn công Gu Huyên, anh cũng dùng nỏ đáp trả, tuy nhiên lại không đủ sát thương. Gu Huyên buộc phải trốn đi trước, tên thợ săn biết chỗ anh trốn, cứ nhắm vào đó mà bắn, nhưng không thấy Gu Huyên phản ứng, hắn mới tiến lại gần kiểm tra, nhân cơ hội Gu Huyên bắn nỏ ở cự ly gần, khiến thợ săn trúng tên nằm gục. Gu Huyên tiếp tục ra ngoài tìm con trai, không ngờ tên thợ săn chỉ giả vờ bất tỉnh, hắn đã mặc áo chống đạn từ trước. Tên thợ săn lao đến tấn công Gu Huyên, anh cố gắng chống trả, nhưng không phải đối thủ của hắn. Sau khi hạ gục Gu Huyên, tên thợ săn bắt đầu chất vấn, tại sao anh lại đi cứu con trai mà không phải vợ, thằng bé đâu phải con ruột của anh. Gu Huyên không ngờ, bí mật chỉ có vợ chồng anh biết, lại có thêm một kẻ khác biết được. Gu Huyên không muốn trả lời, tên thợ săn ấy lưỡi, để anh không phải trả lời nữa, đó cũng là lý do mà Gu Huyên phải dùng máy tính gõ tường trình. Tên thợ săn nói với Gu Huyên, hắn sẽ làm trò chơi thú vị hơn, sau đó bỏ mặc Gu Huyên rời đi, quay lại thực tại cảnh sát được một người dân trong vùng chỉ dẫn, tìm đến hiện trường vụ nổ súng, đồng thời cũng phát hiện ra xác tên thợ săn đang phân hủy, có kẻ cố tình ấy nát ngón tay. Để tránh cảnh sát dùng vân tay xác định thân phận, họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra danh tính thật sự của nạn nhân dựa vào tường trình mà Gu Huyên viết. Cảnh sát có thể suy đoán, đây là một trong số hai tên thợ săn đã bị Gu Huyên ra tay tiêu diệt. Lúc này có một người đến gặp đội trưởng hói, hắn ta là giám đốc Hong, top 3 doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc, cũng là nhà đầu tư cho công ty của Gu Huyên. Giám đốc Hong yêu cầu được gặp Gu Huyên, không biết do ai tiết lộ, mà hắn biết cảnh sát đang giấu Gu Huyên trong bệnh viện. Tuy nhiên khi giám đốc Hong đến nơi, Gu Huyên lại đang lên cơn điên loạn, các bác sĩ buộc phải tiêm an thần cho anh đi ngủ. Giám đốc Hong đành phải đợi Gu Huyên tỉnh lại, sau đó hắn gặp riêng thư ký của Gu Huyên. Hóa ra người báo tin là cô ta, đội trưởng hói một bên quan sát hai người, phát hiện có điểm đáng nghi. Bất ngờ cảnh sát Go đi đến, ông cũng đang theo dõi thư ký Kim. Ngay khi giám đốc Hong rời đi, thư ký cũng lái xe đi theo. Cảnh sát Go lập tức bám đuôi, không ngờ thư ký Kim đến nhà Gu Huyên. May mắn lần trước khi đột nhập, cảnh sát Go đã tiện tay gắn máy quay lén trong nhà. Qua quan sát, ông phát hiện thư ký Kim đang lấy gì đó trong két sắt. Khi cô ta định lái xe rời đi, bất ngờ bị cảnh sát Go chặn đầu. Ông yêu cầu thư ký Kim xuống xe. Cảnh sát Go lục soát được một chiếc điện thoại trên người cô ta. Thư ký Kim bị dẫn về đồn điều tra. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Go đưa ra vấn đề. Ông phát hiện việc kinh doanh của công ty đều do thư ký Kim phụ trách. Gu Huyên chỉ dùng sự nổi tiếng để quảng bá hình ảnh cho công ty, sổ sách đều nằm trong tay của thư ký Kim. Nhưng khi lục soát nhà của Gu Huyên lần trước, cảnh sát Go lại tìm được một sổ kế toán. Trong đó có những phần được bôi đỏ, có vẻ như Gu Huyên đã phát hiện điều gì đó, mới mang cuốn sổ giấu trong nhà. Về phần chiếc điện thoại, nó là điện thoại đen, dùng để liên lạc với một số máy duy nhất. Cảnh sát cũng xác nhận, số máy đó được đăng ký bởi người vô gia cư. Cảnh sát Go nghi ngờ, trong tay thư ký cũng có một điện thoại đen, cô ta dùng nó để liên lạc riêng với Gu Huyên, có thể trao đổi về công việc hay tình cảm. Thư ký thường hay có ý đồ với sếp của mình. Manh mối thứ ba mà cảnh sát Go đưa ra là sổ ghi chép của Nam Son. Trong đó có một câu nói của thư ký Kim được ghi lại, các người còn hại chết người bị hại hay sao? Cảnh sát Go thắc mắc, rốt cuộc câu nói này có ý nghĩa gì? Việc thư ký Kim nhấn mạnh từ bị hại, có phải người nhà Gu Huyên đều đã chết? Cô ta vẫn không trả lời, cảnh sát Go buộc phải lấy ra manh mối cuối cùng. Vào thời điểm xảy ra vụ án của Nam Son, camera trong bệnh viện đều bị tắt. Tuy nhiên tại phòng bệnh dành cho các cụ già, người nhà còn lắp camera riêng để tiện theo dõi. Không ngờ lại ghi hình được hung thủ đang rời khỏi hiện trường, trùng hợp hắn là người thư ký gặp ngoài bệnh viện, bị Nam Son chụp ảnh bắt quả tang. Tuy nhiên không ngờ trước khi làm một thư ký, cô ta còn là một phóng viên, hiểu tất cả những thứ mà cảnh sát Go đưa ra đều là suy luận và bằng chứng gián tiếp. Không thể buộc tội thư ký Kim, luật sư cũng đến bảo lãnh cho cô ta. Thư ký Kim ung dung rời khỏi phòng thẩm vấn. Cảnh sát Go hứa sẽ bắt cô ta lại một lần nữa.
Sau đó cảnh sát Go yêu cầu đội trưởng Hói cử người theo dõi thư ký Kim. Theo quan sát của Seo Jong, thư ký Kim là một người nguy hiểm. Suốt quá trình thẩm vấn, biểu cảm của cô ta không hề thay đổi, giống một người máy hơn một con người. Phía sau thư ký Kim chắc chắn có một bí mật khủng khiếp. Đội trưởng Hói dặn mọi người hành động cẩn thận. Sau đó cảnh sát Go cùng Seo Jong đến gặp giám đốc Hong ở công ty của hắn ta. Seo Jong vô tình phát hiện một vệ sĩ trông có vẻ khả nghi, nhưng hắn ta đi quá nhanh, cô không kịp bắt chuyện. Cả hai được mời vào phòng giám đốc Hong, nhưng sau một hồi thăm dò, hắn ta không để lộ sơ hở nào. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại. Giám đốc Hong đành phải đi nghe, nhưng hắn ta lại đợi hết chuông mà không nhấc máy, nói rằng có người gọi nhầm. Seo Jong kéo cảnh sát Go. Cũng xin phép cáo biệt tại đây, giám đốc Hong gọi cô lại. Dường như hắn nhận ra Seo Jong, cô phủ nhận rồi lập tức rời đi. Vào trong thang máy, Seo Jong mới cho cảnh sát Go biết cuộc điện thoại vừa rồi của giám đốc Hong là do Seo Jong lấy điện thoại đen để gọi. Giám đốc Hong mới là người giữ chiếc điện thoại đen còn lại. Suy đoán của cảnh sát Go đã sai, không phải thư ký ngoại tình với Gu Huyên, mà có thể là giám đốc Hong ngoại tình với vợ Gu Huyên. Không may, giám đốc Hong cũng phát hiện Seo Jong đang giữ chiếc điện thoại đen, kế hoạch của cô bị nhìn thấu. Giám đốc Hong chỉ nở một nụ cười tà ác. Sau khi xuống hầm gửi xe, Seo Jong một lần nữa khẳng định vụ án có liên quan đến tổ chức thợ săn giết người hàng loạt. Bởi vì cô nhìn thấy tên bảo vệ có đặc điểm giống với thợ săn, cảnh sát Go trách móc, sao bây giờ cô mới nói. Seo Jong tạm thời chưa muốn đánh rắn động cỏ, bởi vì cô còn nghi ngờ giám đốc Hong là người cầm đầu của tổ chức thợ săn. Thứ nhất, hắn ta đủ quyền lực và tiền bạc để trở thành một người lãnh đạo, đồng thời giúp tổ chức che đậy tội ác, nên đến giờ bọn chúng vẫn chưa bị bắt. Thứ hai, bảo vệ của giám đốc Hong cũng là một thành viên trong tổ chức thợ săn. Cuối cùng là vụ án của Gu Huyên cùng bí mật đằng sau vụ ngoại tình của giám đốc Hong và vợ Gu Huyên. Tất cả cần phải điều tra làm rõ. Trước tiên, Seo Jong cần xác nhận một chuyện. Cô gửi ảnh của tên bảo vệ cho một người, sau đó cùng cảnh sát Go lên đường trở về. Seo Jong trả lời câu hỏi lần trước của cảnh sát Go, tại sao thợ săn lại để Gu Huyên còn sống. Cô hỏi ngược lại một câu, tại sao thợ săn ăn no rồi vẫn muốn đi săn. Chúng không đơn giản chỉ muốn giết chóc, mà muốn chứng kiến nỗi đau quằn quại của động vật. Đối với con người cũng vậy. Có thể giám đốc Hong muốn nhìn Gu Huyên chịu đau khổ dày vò. Một bên khác, đội trưởng Hói nhận được tin nhắn của Seo Jong, trong đó có ảnh tên bảo vệ. Nhờ ông xác nhận với Gu Huyên, không ngờ khi anh vừa nhìn vào ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi, khẳng định hắn chính là tên thợ săn anh từng gặp. Lúc sau, đội trưởng Hói lại nhận thêm một tin dữ, cảnh sát vừa tìm được một thi thể trẻ con trên núi. Nghe tin Gu Huyên vô cùng đau đớn, anh gào lên trong tuyệt vọng. Buổi tối, cảnh sát Go và Seo Jong lên núi, nạn nhân vừa được tìm thấy, bị sát hại một cách kinh hoàng, một viên hoa cải ấy bay nửa khuôn mặt. Mắt còn lại không thể nhắm nổi, sau khi bị bắn nạn nhân vẫn còn chút ý thức, hung thủ trực tiếp ra tay lấy mẹ, để nạn nhân có thể tự cảm nhận nỗi đau, 10 đầu ngón tay đều bị ấy gãy, gây ra chuyện này với một đứa trẻ. Đây là hành động của ác ma chứ không phải con người. Bất ngờ bên ngoài có tiếng xe cứu thương, đội trưởng Hói đưa Gu Huyên đến xác nhận, xem có phải con trai anh hay không, đây là trình tự mà cảnh sát bắt buộc phải làm. Cảnh sát Go đi đến nhắc nhở Gu Huyên, phải chuẩn bị thật tốt tâm lý, nếu như anh gục ngã, vụ án này coi như kết thúc. Gu Huyên phải mạnh mẽ mới có thể bắt tội phạm trả giá. Sau đó, cảnh sát Go đưa cho Gu Huyên cây gậy để anh tự bước đi trên đôi chân của mình. Đứng cạnh thi thể của con trai, Gu Huyên không thể hét lớn mà chỉ có thể đau xót rơi nước mắt. Bên kia, cảnh sát Go và Seo Jong nói ra phát hiện về vụ giết người hàng loạt với đội trưởng Hói. Cả hai nhờ đội trưởng bắt đầu điều tra từ giám đốc Hong. Tuy nhiên, chuyện Seo Jong nói là vô căn cứ, đồng thời giám đốc Hong là một người có sức ảnh hưởng. Không thể cứ thế điều tra hắn ta, cảnh sát Go cũng giúp Seo Jong khuyên giải, nhưng đội trưởng Hói không nghe, đứng dậy rời đi. Một bên khác, giám đốc Hong nghe tin về việc tìm được thi thể con trai Gu Huyên trên núi, biết thằng bé bị ra tay tàn nhẫn thế nào, giám đốc Hong tức giận đánh đập bảo vệ một trận, lẽ ra chỉ cần giết nó là xong rồi. Sau đó, giám đốc Hong nhốt bảo vệ dưới tầng hầm bí mật, rồi tiêm cho một loại thuốc kỳ lạ. Lúc này, Seo Jong và cảnh sát Go đến nhà nghỉ điều tra, nơi này đã bị lửa đốt tan hoang. Theo lời khai của những người dân gần đây, nhà nghỉ đóng cửa một thời gian khá lâu nhưng lại mở cửa vào đúng ngày. Gu Huyên dẫn vợ con lên núi dã ngoại. Chủ nhân của nhà nghỉ cũng thay đổi liên tục, không thể xác nhận ai là chủ thật sự. Seo Jong cùng cảnh sát Go đi vào bên trong, cô nhớ đến một chi tiết trong tường trình của Gu Huyên. Nhắc về vùng đi săn, sau khi tiêu diệt con mồi, các thợ săn sẽ tìm cách xóa dấu vết để đón chờ những con mồi tiếp theo. Có thể nhà nghỉ này bị thiêu hủy do tổ chức thợ săn che đậy manh mối. Cả hai ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, bất ngờ cảnh sát Go thấy trong bụi cỏ động đậy. Ông nghi ngờ là người của tổ chức thợ săn đến xử lý cảnh sát điều tra. Ông lập tức nhặt lên một cành cây phòng thủ, người trong bụi cỏ cũng lao ra. Không ngờ là hậu bối trong đội, cậu ta đang tìm đường tắt để đi đến nhà nghỉ thì bắt gặp có hai bóng đen nên trốn vào bụi quan sát. Hóa ra lại là cảnh sát Go và Seo Jong. Tuy nhiên, cảnh sát Go phát hiện vẫn còn một người khác. Seo Jong rút súng ra rồi chạy theo hướng ông chỉ định, tóm được một kẻ bám đuôi. Cảnh sát Go nhận ra hắn, cảnh sát Go kéo hắn đến quán cà phê nói chuyện. Ông hỏi tên nhà báo.
đã biết được những chuyện gì, hắn yêu cầu cảnh sát Go đưa ra một cái giá hợp lý. Ông cũng biết cách làm việc của tên nhà báo, hứa với hắn sẽ cung cấp tin tức mới nhất của vụ án. Tên nhà báo mới chấp nhận thỏa hiệp, hắn kể lại rằng bản thân đang biên tập một phóng sự về những người thua cờ bạc, lên núi tự vấn hoặc mất tích. Vô tình tên nhà báo phát hiện điểm chung giữa những người đó, đều từng dừng chân tại nhà nghỉ xảy ra vụ án. Tên nhà báo tiết lộ một bí mật động trời, bọn họ đều bị giết. Seo Jong tỏ ra kinh ngạc, tại sao tên nhà báo lại biết chuyện đó? Cô gái Nga ngồi bên cạnh hắn tiếp lời. Cô ấy là phục vụ của quán cà phê, từng gặp tên chủ nhà nghỉ một lần. Hắn ngồi chung với hai người đàn ông thua bạc nợ tiền, tên chủ nhà nghỉ chỉ cho họ cách kiếm tiền trả nợ. Cô gái Nga định ngồi lại nghe ngóng, nhưng bị tên chủ nhà nghỉ đuổi đi. Tuy nhiên trong một lần giao cà phê đến nhà nghỉ, cô gái Nga vô tình phát hiện. Đây là một sòng bạc trá hình, tên chủ nhà nghỉ nhìn thấy cô gái Nga, tức giận bảo cô đi ngay. Người đặt cà phê nói rằng, cô gái Nga không hiểu tiếng Hàn, cho ở đây cũng không sao. Một ông chú dùng tiếng Nga nói với cô, nên đi ngay trước khi bị giết. Cô gái Nga bắt đầu run sợ. Sau đó vội lấy xe trở về trong mưa, quay lại thực tại cô gái Nga vẫn còn run sợ. Tuy nhiên cô ấy là người nhập cư bất hợp pháp nên không dám đi báo cảnh sát. Hầu hết những tên thua bạc đều không có người thân, nên khi họ mất tích cũng không có ai báo án. Cô gái Nga cho mọi người biết bọn chúng là kẻ săn người, dựa vào ánh mắt cô ấy có thể đoán ra. Vì ở Nga kẻ săn người đầy rẫy nên cô gái Nga mới trốn đến một đất nước yên bình khác. Nhưng Hàn Quốc cũng không phải một nơi yên bình. Sắp tới cô ấy sẽ đến Việt Nam. Bấy giờ cô gái Nga lấy ra tấm ảnh của một kẻ xuất hiện ở nhà nghỉ hôm đó. Vì đây là người nổi tiếng nên cô ấy nhanh chóng nhận ra người đó chính là giám đốc Hong. Suy đoán của Seo Jong dần đi đúng hướng. Một bên khác, giám đốc Hong đang gặp mặt mấy kẻ nhà giàu. Thú vui của chúng chính là săn người. Dựa vào bức tranh mà giám đốc Hong treo trên tường, phú bà lập tức đưa ra suy đoán con mồi lần này sẽ là phụ nữ. Giám đốc Hong tuyên bố muốn mở rộng phạm vi cuộc đi săn. Những lần trước chúng phải hành động lén lút như tội phạm, lần này phải khiến cả đất nước đều biết tới. Bất ngờ có một quả bóng bay vào đầu giám đốc Hong. Người đến là một thanh niên khá trẻ. Tuy nhiên vừa nhìn thấy hắn ta, giám đốc Hong lập tức cụp đuôi như một con chó, rồi chui xuống gót giày của thanh niên. Hắn là lãnh đạo tối cao của tổ chức thợ săn, được mọi người gọi là thiếu soái. Thiếu soái trách móc giám đốc Hong. Để cảnh sát phát hiện ra hành động vừa rồi, giám đốc Hong không dám thở mạnh. Một lão già đến nói đỡ cho hắn, lão ta đã cho người xử lý ổn thỏa mọi việc, thiếu soái mới bỏ qua cho giám đốc Hong. Hắn ra lệnh mọi người lên kế hoạch đi săn tiếp theo rồi rời đi. Lúc này cảnh sát Go và Seo Jong đang trên đường trở về, bất ngờ ông nhận được một cuộc gọi thông báo Gu Huyên đã biến mất. Trước đó Gu Huyên mời đến một mục sư ở nhà thờ mà anh thường đến cầu nguyện, không ngờ Gu Huyên nói được trở lại, còn có thể chống gậy đi bình thường. Anh muốn tự đi vệ sinh, cảnh sát định đi theo canh chừng, lại bị mục sư ngăn cản. Mục sư sẽ đi cùng Gu Huyên. Qua camera an ninh cảnh sát phát hiện, sau khi hai người vào nhà vệ sinh, Gu Huyên đã bắt trói mục sư, rồi trao đổi quần áo và lấy cắp chìa khóa xe của anh ta. Cảnh sát Go đề nghị kiểm tra lịch sử tìm kiếm của Gu Huyên để xem anh dự định đi đâu làm gì. Không ngờ Gu Huyên tìm kiếm về lịch trình của giám đốc Hong. Bây giờ hắn sắp tham dự tuần lễ thời trang thánh thần, có lẽ Gu Huyên đã phát hiện ra sự thật nên muốn đến tìm giám đốc Hong giải quyết ân oán. Cảnh sát Go nhờ người định vị chiếc xe, rồi quay đầu đi tìm Gu Huyên. Ông chạy đến tuần lễ thời trang, thấy Gu Huyên bất chấp lái xe băng qua đường nhằm lao vào giám đốc Hong, nhưng chắn trước hắn ta là cả một đoàn người. Cảnh sát Go không thể để Gu Huyên làm chuyện điên rồ. Ông lái xe chặn đầu Gu Huyên để giám đốc Hong không phát hiện ra. Cảnh sát Go đeo kính đen xuống xe, ông muốn khuyên Gu Huyên đừng manh động, giám đốc Hong nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng không phải theo cách này, Gu Huyên nhất quyết không nghe, còn lấy thanh sắt ấy cảnh sát Go. Ông đành dẫn Gu Huyên về bệnh viện, còng tay lại cho anh khỏi chạy lung tung. Cảnh sát Go kết tội cho Gu Huyên xét hại một tên thợ săn trên núi, tấn công cảnh sát, giết người không thành, buộc anh phải chịu tạm giam và tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Bây giờ cảnh sát Go muốn nghe những chi tiết không được Gu Huyên nhắc tới trong lời khai. Gu Huyên tỏ ra không nhớ. Cảnh sát Go mỉa mai, anh cũng giỏi mất trí nhớ thật. Vậy có nhớ tôi là ai không? Gu Huyên bất ngờ với câu hỏi của cảnh sát Go. Rốt cuộc ông là ai? Cảnh sát Go bắt đầu kể lại. 5 năm trước ông cùng đội trưởng Hói theo dõi một tên buôn ma túy, người hắn giao dịch là một đám quý tử tài phiệt, trong đó có thiếu soái. Ngay khi tên buôn ma túy giao hàng, cảnh sát Go lập tức ập vào bắt quả tang. Hắn cho rằng một cảnh sát đến đây thì không thể làm được gì, nên có ý định thủ tiêu cảnh sát Go. Không ngờ mấy nữ phục vụ đều là cảnh sát ngầm, làm việc trong đội phòng chống ma túy. Tất cả nhanh chóng khống chế cục diện, bắt cả đám quý tử tài phiệt về quy án. Tuy nhiên chỉ sau 2 giờ, cảnh sát Go nhận được cuộc gọi của đội trưởng Hói, yêu cầu thả hết đám vừa bắt được, bởi vì trong đó có một người. Sức ảnh hưởng lan đến cả sở trưởng sở cảnh sát. Cảnh sát Go vô cùng tức giận, nhưng không thể làm được gì, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi cảnh sát Go đến gặp vợ con, bất ngờ có một chiếc xe lao nhanh tới, đâm con trai của cảnh sát Go, khiến thằng bé chết ngay tại chỗ. Mà kẻ lái xe gây tai nạn chính là thiếu soái. Hắn mỉm cười đắc ý vì trả đũa được cảnh sát Go. Sau khi lo liệu tang lễ cho con trai xong, cảnh sát Go quyết tâm tìm ra hung thủ, bắt hắn trả giá cho tội ác của mình. Cảnh sát Go điên cuồng điều tra, tuy nhiên lại chẳng tìm được manh mối.
chiếc xe gây tai nạn sử dụng biển số đăng ký giả, máy quay giám sát giao thông ở hiện trường cũng bị kẻ nào đó xóa sạch. Đang lúc cảnh sát Go bất lực muốn buông xuôi, bất ngờ có một người tìm tới, liền mang hộp đen của chiếc xe đến đồn trình báo. Thông qua hộp đen của chiếc xe, cảnh sát Go nhận dạng được hung thủ, không ngờ lại là thiếu soái mà ông bắt được trước đây. Nhưng vừa mới tìm được kẻ gây tai nạn thật sự thì một kẻ khác tự mò đến đồn cảnh sát để nhận tội thay thiếu soái. Cảnh sát Go không chấp nhận hiện thực, ông tự đến nhà thiếu soái một chuyến. Vệ sĩ cố ngăn cản cảnh sát Go, nhưng ông vẫn xông được vào bên trong. Hóa ra thiếu soái là cháu nội của bộ trưởng, nên hắn mới dám manh động làm càn. Bộ trưởng cũng là một lão già không tốt lành, biết cháu trai gây tội tày trời nhưng vẫn cố gắng bao che cho hắn. Cháu nội bộ trưởng là cành vàng lá ngọc, còn con trai của cảnh sát Go chẳng là cái đinh gì. Bộ trưởng sai người lôi cảnh sát Go ra ngoài, oánh cho ông một trận như tử. Sau đó đám vệ sĩ giao thẻ đen cho đồng nghiệp của cảnh sát Go để chi trả phí điều trị cho ông. Sau khi cảnh sát Go từ bệnh viện trở về, vợ lại thông báo với ông sẽ dẫn theo con gái về nhà ngoại, bà ấy không thể tiếp tục đối diện với chồng. Vì cảnh sát Go quá giống con trai đã mất, càng nhìn người vợ càng thấy đau buồn. Cảnh sát Go cũng không giữ vợ lại, ông còn muốn bắt thiếu soái trả giá. Nếu vợ con ở cùng sẽ rất nguy hiểm, để họ đi mới là biện pháp an toàn. Thời gian sau, cảnh sát Go vô tình xem được Gu Huyên đang làm MC cho một chương trình truyền hình, thảo luận những vấn đề liên quan đến dân chủ. Ông muốn mượn sức mạnh của truyền thông tố cáo tội ác của những kẻ cầm quyền nên tìm đến gặp Gu Huyên. Tuy nhiên anh lại nói với cảnh sát Go vụ án này không thể thắng nổi. Cảnh sát Go quỳ sụp xuống xin Gu Huyên làm mọi cách giúp mình, nhưng anh lại cứ thế rời đi. Cảnh sát Go chỉ biết gượng cười trong bất lực. Quay lại thực tại, cảnh sát Go cho Gu Huyên biết sau khi gặp anh, ông đã thật sự từ bỏ, không còn cách nào có thể chiến thắng, được đám cầm quyền thối nát, chỉ có thể yên lặng sống lay lắt qua ngày. Cũng từ đó mà cảnh sát Go căm ghét Gu Huyên, đến bây giờ ông mới có cơ hội hỏi. Cảm giác mất con anh thấy thế nào? Gu Huyên lặng người không dám trả lời. Nếu anh muốn trả thù cho thằng bé, thì đừng giấu giếm thêm bất cứ chuyện gì. Nhưng Gu Huyên vẫn không chịu mở miệng. Cảnh sát Go đành đi nước cờ cuối cùng, nhắc đến chuyện vợ Gu Huyên ngoại tình với giám đốc Hồng, cho rằng anh mất mặt vì chuyện đó nên mới không dám tiết lộ sự thật. Điều này vô tình đụng trúng tim đen của Gu Huyên, anh tức giận đuổi cảnh sát Go ra ngoài. Seo Jong thấy vậy lập tức kéo ông đi. Cảnh sát khác được yêu cầu đến canh chừng Gu Huyên. Lúc sau anh yêu cầu đi vệ sinh, cảnh sát buộc phải mở còng. Họ dẫn Gu Huyên đến nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài canh giữ. Bên trong, Gu Huyên cố tìm lối ra nhưng không thấy. Bất ngờ bà lao công dúi vào túi áo Gu Huyên một chiếc điện thoại đen. Anh liên lạc với số duy nhất trong máy thì kết nối được với thư ký Kim. Cô ta đang ở trên một chiếc xe tải đi theo lối ra bờ biển. Bấy giờ thư ký Kim dặn dò Gu Huyên nhanh thoát khỏi bệnh viện trước khi bị giết, anh phải sống để trả thù cho con trai. Gu Huyên hỏi thư ký Kim đang ở đâu, cô ta không dám nói mình đang đi trốn. Thư ký Kim hẹn gặp Gu Huyên sau khi mọi chuyện được giải quyết. Sau khi cúp máy, thư ký Kim bật khóc. Cô ta thật sự thích Gu Huyên nhưng không thể giúp gì cho anh. Hơn nữa, Gu Huyên cũng là người đàn ông đã có gia đình. Bên ngoài nhà vệ sinh, cảnh sát Seoul đi tới đòi được gặp Gu Huyên. Từ giờ vụ án của Gu Huyên sẽ do họ quản lý. Sau đó một tên cảnh sát xông thẳng vào nhà vệ sinh, lôi Gu Huyên ra ngoài, còng tay dẫn anh đi. Thấy sự manh động của đám cảnh sát Seoul, Gu Huyên dần hiểu được lời của thư ký Kim. Bên kia, cảnh sát Go và Seo Jong quay trở về đồn, không ngờ đội trọng án Seoul đang ở đây, họ sẽ tiếp nhận điều tra vụ án của Gu Huyên. Cảnh sát Go không chấp nhận, để họ mang hồ sơ vụ án đi. Tên đội trưởng xuất hiện chọc tức ông, là người không bảo vệ được con trai, hắn là kẻ 5 năm trước nhận thẻ đen của bộ trưởng. Để lo phí điều trị cho cảnh sát Go, tiền còn lại trong thẻ tên đội trưởng bú đẫm. Cảnh sát Go hiểu ra, lần này tên đội trưởng lại nhận lệnh kẻ khác, hai bên tranh chấp một hồi lâu. Cảnh sát Go quay sang kích động những cảnh sát khác, họ là những người bảo vệ công lý, nhưng lại nghe theo tên đội trưởng cặn bã, làm tay sai cho kẻ tội ác tày trời. Cố ý che đậy sự thật, vậy ai sẽ giúp đỡ những người bị hại? Tên đội trưởng bị xúc phạm, hắn muốn đấu với cảnh sát Go một trận. Ai thắng thì lý tưởng của người đó đúng. Hai bên vào thế chiến đấu, Seo Jong muốn ngăn cản nhưng bị cảnh sát khác đẩy ra ngoài. Cảnh sát Go do tuổi cao sức yếu, không phải đối thủ của tên đội trưởng, ông còn mắc bệnh đau lưng. Tên đội trưởng lợi dụng ấy lên lưng cảnh sát Go. Thấy vậy, Seo Jong không nhịn được nữa, cô phá cửa kính xông vào, chạy đến kiểm tra tình hình cảnh sát Go. Seo Jong vốn thuộc đội cảnh sát Seoul nhưng giờ cô trực tiếp xin rút khỏi đội vì nhận ra tên đội trưởng là một kẻ xấu xa. Lúc này thư ký Kim đã đến nơi cần đến. Ở đây có hai người đang chờ cô ta, họ là sát thủ gốc Triều Tiên. Một trong hai là kẻ mà thư ký Kim gặp ở bệnh viện lần trước, cô ta thuê họ bảo vệ để trốn ra nước ngoài an toàn. Sau khi gặp được hai tên sát thủ, thư ký Kim muốn nhờ họ thêm một việc, đó là cứu Gu Huyên thoát khỏi bệnh viện. Buổi tối thư ký Kim trằn trọc không ngủ được vì lo lắng cho tình hình của Gu Huyên. Hơn nữa nằm cạnh cô ta còn có hai tên đàn ông, bất ngờ một tên vùng dậy, làm thư ký Kim giật mình phòng bị. Hóa ra tên này chỉ muốn tìm đồ ăn chứ không hề có ý định sơ muối cô ta. Bấy giờ thư ký Kim có một thắc mắc, có phải tên sát thủ ra tay với Nam Son trong bệnh viện? Tên sát thủ bắt đầu kể lại, hắn thật sự có ý định giết Nam Son vì anh ấy phát hiện bí mật của thư ký Kim. Tuy nhiên khi tên sát thủ chạy lên sân thượng, Nam Son đã bị một kẻ khác xử lý. Thư ký Kim nghi ngờ bởi vì hung thủ ăn mặc giống với sát thủ Triều Tiên. Tên sát thủ chợt nhớ ra trước đây còn có một người trong nghề là A Hổ,
thủ đoạn ra tay cực kỳ nhanh gọn, một phát là mất mạng luôn. Tương tự trong vụ án của Nam Son, A Hổ là một sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp, cả một băng đảng bên Trung truy tìm cũng không bắt nổi. Người đứng sau A Hổ là một giám đốc, đến cảnh sát Hàn Quốc cũng không thể đụng vào. Tên sát thủ hỏi thư ký Kim có phải cô cũng biết giám đốc đó là ai, nhưng thư ký Kim không chịu trả lời. Sát thủ Triều Tiên còn một thắc mắc cuối cùng, tại sao thư ký Kim hết lòng giúp đỡ Gu Hyun, làm cô ta nhớ lại một chuyện. Lần đó vợ chồng Gu Hyun đi ăn cùng giám đốc Hong, bất ngờ Gu Hyun nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe máy, anh nói có chuyện quan trọng phải đi. Thực chất Gu Hyun muốn xem đôi gian phu dâm phụ sẽ làm gì. Ngay khi Gu Hyun vừa đi, giám đốc Hong cùng vợ Gu Hyun lập tức bắt xe đi khách sạn. Hai người ân ái với nhau ngay trong thang máy, tất cả đều bị thư ký Kim nhìn thấy. Cô ta nhận lệnh Gu Hyun ghi âm toàn bộ quá trình. Sau đó thư ký Kim mang đoạn ghi âm đến cho Gu Hyun, rồi biết ý ra khỏi xe để anh một mình. Bất ngờ Gu Hyun nắm tay thư ký Kim kéo lại, anh cần một người ở bên lúc này. Thư ký Kim cũng có tình cảm với Gu Hyun, biết đây là cơ hội tốt, nhưng Gu Hyun nhanh chóng tự chủ bản thân để thư ký Kim ra khỏi xe. Quay lại thực tại, sát thủ Triều Tiên chắc chắn thư ký Kim đã thích Gu Hyun, cô ta vẫn phủ nhận nhưng trong tay luôn cầm điện thoại. Đợi Gu Hyun liên lạc lại, một bên khác Gu Hyun được đưa đi thẩm vấn vì anh là kẻ ra tay sát hại tên thợ săn, tên đội trưởng cho người. Dùng cả máy nói dối với Gu Hyun, tuy nhiên câu trả lời mà anh đưa ra đều là thật. Tên đội trưởng nhớ tới, trong hồ sơ Gu Hyun từng tham gia đội đặc chiến lục quân. Mấy cái máy nói dối không thể làm khó anh, tên đội trưởng quyết định trực tiếp thẩm vấn. Hắn hỏi Gu Hyun, vợ anh đang ở đâu? Gu Hyun vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tên đội trưởng trực tiếp vạch trần, lần trước khi Gu Hyun thấy xác con trai, đã tỏ ra vô cùng kích động, như lần này nhắc đến người vợ chưa rõ tung tích. Lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, chắc chắn anh biết cô ấy đang ở đâu, hơn nữa còn biết mối quan hệ giữa vợ và giám đốc Hong. Gu Hyun chỉ chờ ngày giải quyết cả hai người đó. Tên đội trưởng nói một hồi lâu, Gu Hyun vẫn dùng quyền giữ im lặng. Cảnh sát đành đưa Gu Hyun trở lại phòng bệnh. Buổi tối có một nữ y tá đến tiêm cho Gu Hyun. Tự nhận là fan của anh, nữ y tá kể lại vụ án của bố, bị công ty gài bẫy sa thải. Khi không có một ai giúp đỡ, thì Gu Hyun là người giúp họ đòi lại công bằng. Nữ y tá đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Gu Hyun, những người yếu thế không thể chống lại kẻ cầm quyền. Nữ y tá hứa sẽ giúp Gu Hyun những gì có thể. Anh rất nhanh rơi vào cái bẫy. Gu Hyun chỉ cho y tá chỗ cất điện thoại, nhờ cô ta lấy giúp. Ngay khi nữ y tá mang điện thoại đến phòng bệnh, tên đội trưởng lập tức ập vào. Nữ y tá là thành viên trong đội trọng án Seoul. Tên đội trưởng biết Gu Hyun dùng điện thoại liên lạc với thư ký Kim. Hắn muốn lợi dụng điện thoại định vị vị trí của cô ta. Sau đó tên đội trưởng dẫn Gu Hyun đến phòng phân tích, ép anh phối hợp câu giờ với thư ký Kim. Cảnh sát chỉ cần 30 giây là có thể tìm ra vị trí của cô ta. Gu Hyun giả vờ đồng ý. Ngay khi cảnh sát nối máy, thư ký Kim vội vàng nghe máy, vị trí của cô ta dần hiện lên. Gu Hyun lập tức cảnh báo thư ký Kim, mau vứt điện thoại đi. Tên sát thủ hiểu ý Gu Hyun, lập tức cướp điện thoại ném ra ngoài, tín hiệu định vị nhanh chóng biến mất. Tên cảnh sát tức giận với Gu Hyun, đội trưởng liền ngăn hắn lại. Gu Hyun nói với tên đội trưởng, mọi chuyện đều là trách nhiệm của anh. Thư ký Kim không có liên quan, nên đừng kéo cô ta vào cuộc. Gu Hyun sẽ kể hết những gì anh biết. Tên đội trưởng vô cùng hài lòng. Sau đó hắn dẫn Gu Hyun đi thẩm vấn. Anh kể lại câu chuyện của cảnh sát Go về một cảnh sát nhân hối lộ của bộ trưởng, che đậy vụ tai nạn của con trai cảnh sát Go. Cảnh sát đó đang ngồi trước mặt Gu Hyun. Hiện tại hắn cũng nhận tiền của kẻ khác, muốn che đậy thêm một vụ án nữa. Các cảnh sát trong đội nhớ đến lời cảnh sát Go lần trước, một người nói có thể họ không tin. Nhưng bây giờ có thêm câu chuyện của Gu Hyun, các thành viên bắt đầu nghi ngờ đội trưởng của mình. Tên đội trưởng tức giận đuổi cấp dưới ra ngoài để nói chuyện riêng với Gu Hyun. Anh châm chọc đám cảnh sát, nếu họ ra ngoài, sau khi trở lại sẽ có một vụ án, tội phạm kích động tấn công đội trưởng. Rồi không may bị thiệt mạng, tất cả đều không ai rời đi. Tên đội trưởng đành cho kết thúc thẩm vấn. Bên phía thư ký Kim, tên sát thủ nói rằng cảnh sát đã phát hiện hành tung của họ, phải nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Thư ký Kim vẫn không thể yên tâm về Gu Hyun, bất ngờ cô ta cảm thấy hoa mắt. Tên sát thủ cũng gặp tình trạng tương tự, chỉ có tên sát thủ cầm lái không sao, bất ngờ hắn đưa tay lướt qua cổ đồng bọn, khiến méo lập tức phun ra. Sau đó hắn quay xuống tấn công thư ký Kim, cô ta chống cự trong vô vọng. Bấy giờ tên sát thủ mới tự nhận, hắn chính là A Hổ. Cũng chính hắn đã bỏ thuốc mê vào thức ăn. A Hổ muốn đưa thư ký Kim đi gặp một người, không ngờ người đó lại là giám đốc Hong, đám quý tộc đang ở trong căn cứ. Chuẩn bị cho cuộc đi săn tiếp theo, phú bà muốn biến thư ký Kim thành con mồi, nhưng giám đốc Hong muốn giữ cô ta dùng cho mục đích khác. So với vợ Gu Hyun, giám đốc Hong lại yêu thích thư ký Kim hơn. Thư ký Kim khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn. Cô ta hỏi giám đốc Hong tại sao lại giết vợ con Gu Hyun, hắn tỏ ra ngạc nhiên. Giám đốc Hong không biết vợ Gu Hyun đã chết. Ban đầu thư ký Kim nghĩ mọi chuyện do giám đốc Hong dàn dựng, nhưng xem ra bên trong còn có ẩn khúc khác khiến cô ta vô cùng hoang mang. Một bên khác, hậu bối của cảnh sát Go đang trong nhà vệ sinh, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đội trưởng hói, không ngờ ông ấy cũng bị mua chuộc. Báo cáo toàn bộ hành tung của cảnh sát Go cho một kẻ nào đó, đồng thời tiết lộ một bí mật về vụ tai nạn của con trai cảnh sát Go 5 năm trước. Chính đội trưởng hói là người che đậy chứng cứ, giúp thiếu soái thoát khỏi diện tình nghi. Nghe xong, cậu hậu bối vô cùng bàng hoàng, không biết nên xử lý thế nào tiếp theo. Lúc này cảnh sát Go và Seo Jong
đột nhập vào nhà Gu Huyên. Họ muốn điều tra sâu hơn về người vợ. Cô ta là một con người độc đoán, có phong cách trái ngược hoàn toàn với Gu Huyên. Phòng ngủ được chia theo hai khuynh hướng, cổ điển của Gu Huyên, còn hiện đại của người vợ. Trên giường bị lõm một bên, chứng tỏ chỉ có một người nằm ngủ. Dựa vào đống mỹ phẩm thì đây có thể là chỗ ngủ của người vợ. Gu Huyên ngủ trong phòng đọc sách, với người ngoài họ là gia đình kiểu mẫu. Nhưng bên trong nhà chia làm hai phe, người vợ ở một phe, Gu Huyên và con trai ở phe đối lập. Tuy nhiên đứa trẻ không phải là con nẻ, được nhận nuôi lúc 2 tuổi, do người vợ không có khả năng mang thai, nhưng Gu Huyên lại vô cùng yêu thương con trai. Người ngoài nhìn vào thì thấy anh đang làm mọi thứ cho thằng bé. Seo Jong tìm được hai thời khóa biểu trên tường, Gu Huyên sắp xếp lịch học nhẹ nhàng để con trai được vui chơi và làm điều nó muốn, còn người mẹ lại cho thằng bé một lịch học thêm dày đặc. Chỉ biết áp đặt con trai làm theo ý mình, đủ biết thằng bé sẽ yêu quý ai hơn. Bức tranh vẽ thể hiện rõ ràng điều đó, con trai gạch bỏ người mẹ ra khỏi gia đình. Seo Jong ngồi xuống phân tích tâm lý người vợ. Khi thấy bản thân trái ngược với hai người đàn ông trong nhà, cô ta không chỉ ngoại tình với giám đốc Hồng, mà còn là người tiết lộ hành tung của Gu Huyên cùng với các bí mật của công ty thông qua chiếc điện thoại đen mà thư ký Kim lấy trong két sắt chuyến đi dã ngoại chỉ có. Người nhà Gu Huyên và thư ký Kim biết, tuy nhiên thư ký Kim vì yêu Gu Huyên nên sẽ không phản bội anh, vậy người báo tin cho giám đốc Hồng chỉ có thể là vợ Gu Huyên. Bây giờ Seo Jong đưa ra một suy đoán, sở dĩ người vợ ngoại tình với giám đốc Hồng vì tìm được sự đồng nhất trong tính cách, cả hai đều là kẻ độc đoán vạn cổ, sẽ loại bỏ những người làm trái ý mình. Vợ Gu Huyên cũng là một thợ săn, hơn nữa chính cô ta là người giết con trai, suy luận này khiến cảnh sát Go không thể tin nổi. Dù thằng bé không phải con ruột, cũng không đến nỗi phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Seo Jong cho cảnh sát Go biết, những kẻ được gọi là thợ săn hoàn toàn không còn tính người. Cô muốn tiết lộ cho cảnh sát Go thêm một bí mật thu thập được khi điều tra về tổ chức thợ săn. Bất ngờ bên ngoài có tiếng động. Cảnh sát Go dặn Seo Jong đừng lên tiếng, cả hai cẩn thận dò xét xung quanh. Tên sát thủ từ tầng 2 nhảy xuống tấn công cảnh sát Go, trời quá tối nên Seo Jong không dám bắn. Trong lúc tên sát thủ giằng co với cảnh sát Go, vô tình đẩy ngã Seo Jong, cảnh sát Go cũng bị quật một cú lốc ao. Sau đó tên sát thủ mắc cổ cảnh sát Go, Seo Jong cố với lấy khẩu súng. Tên sát thủ lập tức túm cổ nhấc cô lên và đúng cái thế mà Seo Jong hay dùng, cô vặn người quật ngã hắn, nhưng tên sát thủ nhanh chóng thoát được. Hắn lại túm cổ Seo Jong, cô dùng hết sức bình sinh lột bịt mặt của tên sát thủ, không ngờ hắn chính là tên bảo vệ của giám đốc Hồng gặp lần trước. Bị lộ mặt, hắn nhặt súng lên, chỉ thấy trong nhà phát ra một tiếng súng chói tai, không biết ai sống ai chết. Một bên khác, Gu Huyên được đưa trở lại bệnh viện. Nhân lúc không có ai, tên đội trưởng lại mò đến gặp anh, hắn muốn dẫn Gu Huyên ra ngoài nói chuyện, mục đích để tạ lỗi. Anh biết bộ mặt giả tạo của con người này nhưng vẫn chấp nhận đi theo. Sau khi cả hai đến quán trà, tên đội trưởng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hắn hỏi Gu Huyên, anh đã biết được những chuyện gì? Tên đội trưởng hứa rằng, nếu Gu Huyên nói ra tất cả, hắn sẽ giúp anh bắt kẻ thù ác. Gu Huyên vạch trần tên đội trưởng, nếu bản thân nhớ lại mọi chuyện, tên đội trưởng sẽ xử anh ngay tại đây, nhưng Gu Huyên có kế hoạch khác. Anh nói rằng bản thân biết tất cả, những điều xấu xa mà bọn chúng làm, giám đốc Hồng mê hoặc vợ của Gu Huyên để cô ta ra tay giết con trai. Muốn chứng kiến Gu Huyên bị đau khổ dày vò, sau đó giám đốc Hồng cử tên đội trưởng đến giám sát Gu Huyên, không cho anh làm điều dại dột, Gu Huyên phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau. Tuy nhiên tên đội trưởng lại phủ nhận, không quen ai là giám đốc Hồng. Gu Huyên kể tiếp ba cái tên, lão viện trưởng của bệnh viện tâm thần, phú bà điều hành doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, lão nghị sĩ của đảng cầm quyền. Vậy thì là một trong ba người này sai tên đội trưởng đến. Hắn bắt đầu thay đổi sắc mặt. Gu Huyên thật sự đã biết quá nhiều. Gu Huyên cũng nhận ra quán cà phê không có một bóng người, đây có lẽ được định sẵn là mồ chôn cho anh. Gu Huyên không muốn chết ở đây, anh còn phải trả thù cho con trai. Gu Huyên trực tiếp tấn công tên đội trưởng, hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt. Tuy nhiên do còn đang bị thương, Gu Huyên không phải đối thủ của tên đội trưởng, anh nhanh chóng bị khống chế. Gu Huyên rút mũi tiêm đâm vào đùi tên đội trưởng, anh lén lấy nó từ trong bệnh viện. Tên đội trưởng tỏ ra khinh thường, Gu Huyên có thể làm gì với một mũi tiêm, anh hút đầy không khí vào bên trong, rồi ấy vào cổ tên đội trưởng. Đây là một mánh khóe Gu Huyên học được, khi còn là một lính lục quân, không khí tràn vào các mạch máu, ngăn các mạch máu lưu thông, có thể giết được một người, rồi lấy một chiếc xe rời đi. Trên xe Gu Huyên gọi cho cảnh sát Go. Nhưng ông không nhấc máy, Gu Huyên đành để lại lời nhắn, anh muốn gặp cảnh sát Go để tiết lộ một sự thật về những con ác quỷ đứng sau tội ác kinh hoàng. Buổi sáng Gu Huyên đến cục cảnh sát, anh mang theo súng lấy được của tên đội trưởng, Gu Huyên trực tiếp lộ mặt trước phóng viên. Chỉ để được nói chuyện riêng với cục trưởng cục cảnh sát, ông ta đành dẫn Gu Huyên vào phòng làm việc. Cục trưởng hỏi về mục đích của Gu Huyên, anh muốn giao vụ án của mình cho một cảnh sát mà bản thân có thể tin tưởng, đó chính là cảnh sát Go. Nếu không Gu Huyên sẽ đích thân đến nhờ tổng thống. Cục trưởng vô cùng tức giận, đây không phải nhờ vả mà là uy hiếp. Trong tình cảnh này thì Gu Huyên không còn cách nào khác, cục trưởng đành phải đồng ý với yêu cầu của anh. Bên kia cảnh sát Go và Seo Jong không sao, chỉ mệt mỏi sau một đêm chiến đấu quá sức. May mắn Seo Jong nhận ra mặt hung thủ, còn lấy được mẫu DNA của hắn ta. Cảnh sát Go lấy điện thoại ra xem thì thấy lời nhắn mà Gu Huyên để lại. Cảnh sát Go quyết định đi tìm anh nói chuyện rõ ràng. Ra khỏi nhà Gu Huyên, cảnh sát Go mới thấy lạ, một sát thủ chuyên nghiệp sao có thể dễ dàng để lộ mặt còn để lại DNA cho Seo Jong.
hơn nữa lại để hai người sống sót, chắc chắn hắn có một mục đích khác. Bất ngờ Seo Jong nhận được điện thoại, có người thông báo về vị trí Gu Hwin. Cô cùng cảnh sát Go lập tức tới đó. Ở đây là một gầm cầu, nằm ngay dưới đường sắt, có thể chống nghe trộm. Gu Hwin trực tiếp nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát Go và Seo Jong. Anh không thể thực hiện kế hoạch một mình. Gu Hwin sẽ kể chi tiết những điều anh biết. Người đầu tiên biết về vụ án thợ săn giết người hàng loạt không phải là Gu Hwin, mà là những hậu bối của anh. Họ đều là phóng viên, gồm thư ký Kim, anh mập và một cặp vợ chồng. Họ thu thập được rất nhiều tài liệu về những nạn nhân của thợ săn, hầu hết là những người không có gia đình. Thua bạc nợ nần phải trốn lên núi, người góp công lớn nhất trong việc điều tra là thư ký Kim. Cô ta liên lạc với nhóm hacker Triều Tiên, đánh cắp được không ít thông tin trong tay giám đốc Hồng. Không ai có thể ngờ một doanh nhân trẻ lại là một kẻ giết người thú tính. Nhóm phóng viên muốn nhờ Gu Hwin công khai mọi chuyện lên tin tức. Tuy nhiên với bằng này chứng cứ không đủ để kết tội giám đốc Hồng, Gu Hwin muốn tham gia cùng nhóm phóng viên tiếp tục tìm thêm chứng cứ mới. Vào một ngày, cậu đeo kính cùng anh mập theo dõi giám đốc Hồng, phát hiện hắn ta lái xe lên núi, cả hai bám theo. Không ngờ giám đốc Hồng phát hiện có kẻ bám đuôi từ trước nên cố tình dẫn hai người đến đây. Hắn cho đám thợ săn tấn công bọn họ. Anh mập giữ chân bọn chúng để cậu đeo kính chạy trước. Anh mập bị đám thợ săn xiên chớt, cậu đeo kính chạy được một đoạn, không may bị ngã rơi mất kính. Giám đốc Hồng đuổi tới, còn cẩn thận nhặt kính cho cậu. Hắn nói với cậu đeo kính sẽ giết cậu ta theo cách tàn nhẫn nhất. Tất cả lời nói của giám đốc Hồng bị cậu đeo kính bấm nút gửi đi, bởi vì trên kính gắn máy ghi âm đặc biệt, sản phẩm made in China. Giám đốc Hồng tức giận, giơ súng bắn cậu đeo kính. Một bên khác, Gu Hwin đang ghi hình trực tiếp. Bất ngờ vợ cậu đeo kính chạy vào, nói rằng cậu đeo kính đã gặp chuyện không may. Khi đang theo dõi giám đốc Hồng, người vợ cầu xin Gu Hwin cứu chồng. Cô ấy lấy ra đoạn ghi âm chồng gửi, Gu Hwin yêu cầu mở lên nghe thử. Tuy nhiên chỉ với đoạn ghi âm này, chẳng thể chứng minh được điều gì. Gu Hwin nhờ người đưa vợ cậu đeo kính ra ngoài để tiếp tục ghi hình, cô ấy trở nên kích động. Không may vợ cậu đeo kính sảy thai, mất chồng mất con cùng một lúc, khiến người vợ rơi vào trầm cảm. Quay lại thực tại, Gu Hwin vô cùng hối hận vì hành động của bản thân lúc đó. Về sau anh có cho người tìm cậu đeo kính và anh mập, nhưng cả hai như bốc hơi khỏi thế giới. Gu Hwin buộc phải bảo vệ cho người cuối cùng trong nhóm phóng viên, chính là thư ký Kim. Cô ấy xin rút khỏi nghề phóng viên, trở về làm thư ký cho Gu Hwin. Sau đó anh lại dựa vào tiền đầu tư của giám đốc Hồng, mở một công ty cho mình, lợi dụng nó để xâm nhập vào nội bộ công ty của giám đốc Hồng, tiếp tục điều tra về tổ chức thợ săn. Tuy nhiên việc làm của Gu Hwin đã bị giám đốc Hồng nhìn thấu, nên anh mới trở thành con mồi của hắn. Giám đốc Hồng lên kế hoạch dụ dỗ vợ Gu Hwin giết con trai anh, để Gu Hwin phải nếm trải nỗi đau, còn giám đốc Hồng ở một bên cảm nhận chiến thắng. Gu Hwin còn tiết lộ thêm một thông tin, sở dĩ công ty của giám đốc Hồng phát triển như hiện tại đều nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao, họ mới là VIP thật sự của tổ chức thợ săn. Cảnh sát Go tỏ ra bất lực, nếu những người này phối hợp với nhau, chúng ta sẽ phải đối phó bằng cách nào? Là một người từng làm trong lĩnh vực truyền thông, Gu Hwin biết cách tận dụng sức mạnh của nó để vạch trần tội ác của đám xấu xa. Anh đã có một kế hoạch cụ thể, bấy giờ Seo Jong mới lên tiếng, cô muốn xin danh sách VIP của tổ chức thợ săn. Seo Jong biết một người có thể tận dụng tốt thông tin này. Tuy nhiên khi cô gọi điện, người đó lại không nhấc máy. Seo Jong quyết định đến nơi làm việc tìm ông ấy, nhưng cũng không có ai trong phòng. Hóa ra người mà Seo Jong nhắc tới chính là một vị tiền bối làm trong bộ phận kiểm tra hiện trường. Ông ấy đã thu thập rất nhiều mẫu DNA trong những vụ án chưa có lời giải. Đây được cho là DNA của người trong tổ chức thợ săn vô tình để lại trên người nạn nhân khi gây án. Nếu đối chiếu với DNA của VIP thì có thể tìm ra hung thủ thật sự. Tuy nhiên để tận dụng tốt tài liệu này, trước tiên phải tìm được danh sách VIP mà giờ Gu Hwin đang có nó. Chỉ cần trộm được ADN của người trong danh sách là sẽ có bằng chứng xác thực về việc VIP từng tiếp xúc với nạn nhân, từ đó có thể tiến hành điều tra bọn họ. Trước đây Seo Jong từng nghi ngờ giám đốc Hồng nên đóng giả làm gái làng chơi nhằm tiếp cận hắn ta. Nhân lúc giám đốc Hồng lợi dụng hôn môi, Seo Jong cắn hắn ta một nhát. Giám đốc Hồng tức giận tát cô rồi đuổi ra ngoài. Seo Jong bước khỏi cửa liền nhổ ra một bãi nước bọt chứa méo của giám đốc Hồng. Quay lại thực tại, mọi người đang đi tìm kết quả giám định và đối chiếu DNA của giám đốc Hồng, Seo Jong biết tính của tiền bối nên cẩn thận lục cả thùng rác. Tiền bối để lại mật ngữ, chỉ ra tài liệu đang ở nhà ông ấy. Seo Jong lập tức dẫn Gu Hwin và cảnh sát Go đến nhà vị tiền bối một chuyến. Trên đường đi, Seo Jong thắc mắc tại sao tiền bối lại nghỉ đúng ngày hôm nay. Bấy giờ cảnh sát Go và Gu Hwin mới cho Seo Jong biết sự thật. Phòng làm việc của vị tiền bối đã bị kẻ nào đó lục lọi, có thể ông ấy phát hiện ra nên mới mang tài liệu về nhà cất giữ. Không ngờ khi họ đến nơi, lại nghe tin vị tiền bối đã mắc cổ tự vấn. Cả ba đều ngầm hiểu, có kẻ đã dàn dựng chuyện này. Seo Jong gần như suy sụp. Cảnh sát Go lại phát hiện trên móng tay của nạn nhân có vết máu của hung thủ. Nhưng cảnh sát Go là người overthinking, hung thủ mất công dàn dựng hiện trường. Tại sao lại không xóa dấu vết? Hắn đang muốn chơi đùa. Hung thủ chính là đám thợ săn. Bãi săn không chỉ thu hẹp trên núi, mà bây giờ nó đã lan rộng ra cả đất nước Hàn Quốc. Và những người biết về bí mật của chúng đều đang trở thành con mồi. Ba người phải đối chọi với một thế lực cực kỳ khủng bố để bảo vệ lẫn nhau. Cảnh sát Go dẫn Seo Jong và Gu Hwin về nhà. Hiện tại Seo Jong vẫn chưa chấp nhận sự ra đi của vị tiền bối. Khi cô mới vào làm cảnh sát, chính ông là người hết lòng chỉ dạy.
Vị tiền bối từng nói với Seo Jong, làm nghề cảnh sát, nếu không muốn ra đi một cách vô nghĩa thì phải biết tạo dựng danh tiếng. Có danh tiếng thì đám người xấu mới không dễ đụng vào mình. Bây giờ Gu Huyên là người có danh tiếng nhất, nhưng vẫn trở thành con mồi của thợ săn, thì bọn chúng còn ngán ai nữa. Seo Jong mệt mỏi ngủ thiếp đi, cảnh sát Go nhận ra cô bị sốt cao, ông đang chăm sóc cho Seo Jong, bất ngờ vợ đi đến, cảnh sát Go vội giải thích. Vì sợ vợ hiểu lầm, lần này người vợ đến đây để cảm ơn ông đã dùng tiền giúp bà ấy giữ lại cửa hàng. Cảnh sát Go ngạc nhiên, ông chưa từng làm việc đó. Người vợ cho cảnh sát Go biết, chính đội trưởng Hói gửi tiền đến và nói như vậy. Cảnh sát Go lập tức đến gặp đội trưởng Hói. Ông cảm ơn thay vợ, nhưng đồng thời cũng có một thắc mắc, lương cảnh sát không được bao nhiêu, đội trưởng Hói còn đang nợ ngập đầu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đây có phải là tiền hối lộ? Thực ra cảnh sát Go nghi ngờ từ lâu, tại sao hành tung của ông luôn bị đám thợ săn phát hiện. Lần trước khi cảnh sát Go đến nhà Gu Huyên, chỉ nói cho một mình đội trưởng Hói biết, có phải ông là người tiết lộ bí mật, đội trưởng Hói không dám thừa nhận, ông ấy tức giận rồi bỏ đi. Cảnh sát Go chỉ biết thở dài bất lực, buổi sáng cảnh sát Go đến gặp tên nhà báo để nhờ hắn ta giúp một chuyện, Gu Huyên đã có kế hoạch để kéo giám đốc Hong ra ngoài ánh sáng. Tên nhà báo sử dụng một tài khoản nặc danh, đăng tải hết nội dung về vụ án của Gu Huyên, nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, khiến cảnh sát không thể ngồi yên. Gu Huyên vứt bỏ hết lòng tự tôn, công khai cả chuyện vợ ngoại tình để đòi lại công bằng cho con trai đã mất. Phía nhà đài cũng mời đến người phụ trách vụ án. Là cảnh sát Kim Seo Jong, cô tiết lộ một thông tin động trời về một tổ chức thợ săn giết người làm thú vui. Bọn chúng là những con ác quỷ. Xem được tin tức, các VIP của tổ chức cũng xác định. Con mồi tiếp theo của chúng sẽ là Seo Jong, nhưng hiện tại danh tiếng của cô đang lên cao. Nếu như ra tay sẽ chứng tỏ sự tồn tại của tổ chức, thiếu soái vô cùng khó xử. Trong khi đó, Seo Jong tiếp tục thách thức. Dù cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cũng có manh mối về đám ác quỷ giết người. Cô nhắc đến một kẻ giấu tên. Là giám đốc của tập đoàn lớn, có quan hệ với vợ của Gu Huyên, giám đốc Hong thừa biết là mình. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, lão viện trưởng thấy vậy gọi ngay cho thiếu soái. Để hỏi về kế hoạch tiếp theo, thiếu soái nói với lão viện trưởng, cứ trực tiếp cắt cái đuôi đó đi, rồi tìm một kẻ khác thay thế. Giám đốc Hong nghe được thì tức giận bóp nát chiếc cốc trên tay. Buổi tối Gu Huyên tập luyện chuẩn bị cho hành động, cảnh sát Go đến đón anh lên đường, đội trọng án không biết hai người có hành động gì. Nên cử người theo giám sát, trên xe Gu Huyên tiết lộ thêm một bí mật với cảnh sát Go, có thể vợ anh chưa chết, vào lúc Gu Huyên bị ấy lưỡi, vợ anh đang ở gần đó. Hơn nữa, con trai Gu Huyên còn là con ngoài giá thú của giám đốc Hong. Đối với chuyện này, Gu Huyên biết rõ, nhưng vẫn hết mực yêu thương thằng bé. Tên thợ săn rất thích câu trả lời này của Gu Huyên, ấy lưỡi để anh có thể giữ bí mật suốt đời. Quay lại thực tại, cảnh sát Go không thể tin nổi, cho rằng Gu Huyên nhớ nhầm. Nếu thằng bé là con trai của giám đốc Hong, sao hắn có thể để người ra tay tàn nhẫn như vậy? Với đám thợ săn không gì là không thể, vì chúng là ác quỷ chứ không phải người. Lúc sau cả hai đến ngọn núi, hiện trường vụ án của con trai Gu Huyên, ở đây Gu Huyên tìm được chiếc nỏ mà anh sử dụng giết tên thợ săn, bất ngờ giám đốc Hong xuất hiện. Hắn đang đợi Gu Huyên, cảnh sát Go hỏi giám đốc Hong muốn gì, hắn cầm súng đi tới, giám đốc Hong muốn giết hai người, cảnh sát Go cũng lấy súng ra. Trò chơi đi săn của giám đốc Hong kết thúc, ông gọi tên nhà báo, tất cả hành động đều bị tên nhà báo quay lại, tên thợ săn đuổi theo hòng cướp chứng cứ. Cảnh sát Go lập tức ngăn cản, Gu Huyên cũng lao vào ăn thua với giám đốc Hong, này thì cướp vợ anh, này thì giết con anh. Bên kia cảnh sát Go và tên thợ săn đối mặt, chỉ một giây lưỡng lự, cảnh sát Go liền ăn một mũi tên, ông lập tức vùng dậy vào thế chiến đấu, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cảnh sát Go liên tiếp bị tên thợ săn đẩy lùi, tên nhà báo vẫn tích cực quay phim để không mất mặt, cảnh sát Go phản đòn cực căng. Né rồi đấm tên thợ săn không trượt phát nào, hắn chơi bẩn cầm đá chọi cảnh sát Go, rồi nhân cơ hội nhặt lấy khẩu súng, chĩa vào cảnh sát Go. May mắn Seo Jong dẫn cảnh sát cùng phóng viên đi tới, tất cả hành động của chúng sẽ được công bố. Giám đốc Hong giơ tay đầu hàng, bất ngờ hắn ăn một phát súng, nhiệm vụ của tên thợ săn lần này là giúp VIP của tổ chức, cắt đi cái đuôi đã bị lộ tẩy là giám đốc Hong, sau đó hắn cũng tự soát ngay lập tức, manh mối duy nhất cứ thế bị cắt đứt. Cảnh sát Go đến đỡ Gu Huyên dậy, ông cho rằng mọi chuyện chấm dứt tại đây. Ngày hôm sau cảnh sát Go vui vẻ đến trường đón con gái đi chơi, ông trở thành thần tượng của đám con nít. Sau màn đánh đấm đêm qua, con gái cũng rất tự hào về bố, ông lái xe đưa con gái đến trung tâm mua sắm. Bất ngờ cảnh sát Go nhận được cuộc gọi của Seo Jong, bên kia Seo Jong vô tình tìm được chiếc máy tính mà Gu Huyên gõ biên bản lời khai lần đầu tiên cùng sổ ghi chép của Nam Son, trong đó đánh dấu một điểm. Khác nhau giữa lời khai lần đầu và thứ hai, Seo Jong nhận ra bản thân đã bỏ sót chi tiết quan trọng, vụ án vẫn chưa kết thúc, cô quyết định đến nhà tìm Gu Huyên. Hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ, Seo Jong muốn đi quanh nhà một chút, cô tới phòng đọc sách, phát hiện ra thứ mình cần tìm, một cuốn sách mang tên Điểm mù tâm lý. Sau đó Seo Jong xuống nhà, thấy Gu Huyên đang thắt cà vạt, cô muốn giúp đỡ. Seo Jong cố tình tiến sát mặt Gu Huyên, nhưng biểu cảm của anh vẫn không thay đổi. Cuối cùng Seo Jong cũng nhận ra, mấu chốt của toàn bộ vấn đề, Gu Huyên có thể điều khiển biểu cảm trên gương mặt, dùng nó đánh vào điểm mù tâm lý của người khác. Giám đốc Hong nghĩ rằng, người nổi tiếng như Gu Huyên rất ngại công khai chuyện xấu của gia đình, anh liền lợi dụng điểm mù này đặt cho hắn ta một cái bẫy. Seo Jong khen ngợi Gu Huyên tài giỏi, rồi quay người rời khỏi căn nhà. Gu Huyên biết bản thân bị bại lộ.
lập tức gọi điện cho người xử lý Seo Jong. Lúc này Seo Jong đang trên đường trở về, sắc mặt cô vô cùng lo lắng vì nghi ngờ có kẻ bám đuôi. Cô gọi điện cho cảnh sát Go, chúng ta đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Tuy nhiên còn chưa kịp nói, Seo Jong lại phát hiện phanh xe bị hỏng, chiếc xe cứ thế mất lái xảy ra tai nạn. Cảnh sát Go vô cùng lo lắng, bên kia Seo Jong còn sống, cô cố chui ra khỏi xe, thấy có người đi đường muốn nhờ giúp đỡ, nhưng hắn là người được cử đến để giết Seo Jong. Người đàn ông bấm nút kích hoạt, quả bom trong xe Seo Jong lập tức phát nổ. Người đàn ông kiểm tra xong báo cáo với Gu Huyên, anh nở một nụ cười tà ác. Bây giờ Seo Jong được đưa đến bệnh viện, cảnh sát Go vội chạy đến thăm, đội khám nghiệm hiện trường báo cáo với ông, tai nạn do hỏng phanh xe. Cảnh sát Go tức giận, xe vừa mới thay phanh, sao có thể hỏng ngay được, chắc chắn có kẻ giở trò. Cảnh sát Go bắt cấp dưới phải tìm bằng được chứng cứ. Nhưng vụ nổ lớn đã xóa sạch toàn bộ, khiến cảnh sát Go cũng đành bất lực. Tình trạng hiện giờ của Seo Jong vẫn chưa được cải thiện. Một bên khác, tên đội trưởng dẫn theo hai cấp dưới đến nhà của giám đốc Hong điều tra. Hắn muốn lập công chuộc tội sau lần bị Gu Huyên hạ gục cướp súng, rồi mang đến đe dọa cả cục trưởng dựa vào bản thiết kế tòa nhà. Tên đội trưởng phát hiện tầng hầm số 6 mà giám đốc Hong không cho ai vào. Hắn dẫn hai cảnh sát xuống đó kiểm tra. Ở đây tên đội trưởng phát hiện có vết máu. Trong tủ lạnh còn có những phần thi thể được chia nhỏ. Hắn lập tức cho gọi đội giám định. Đây là vợ của Gu Huyên, nhận được tin nhắn thông báo. Gu Huyên giả vờ ngất trên xe, tỏ ra đau xót trước sự ra đi của vợ. Sau đó anh đến hiện trường nhận xác. Gu Huyên diễn sâu đến mức tên đội trưởng cũng phải vò đầu bứt tai. Vì hắn đã được VIP của tổ chức thợ săn cho biết hết toàn bộ sự thật, chính Gu Huyên là kẻ giết vợ. Lúc này cảnh sát Go đang ở trong bệnh viện đợi kết quả phẫu thuật của Seo Jong. Vô tình ông nghe thấy đồng nghiệp nói xấu cô ấy, cảnh sát Go tức giận đấm cho đồng nghiệp một cú đau điếng, kết quả là ông bị đình chỉ công tác. Khi cảnh sát hỏi đến súng, cảnh sát Go không có, bởi vì ông có tiền sử bệnh tâm thần. Súng lần trước mà cảnh sát Go sử dụng là của Seo Jong đưa cho. Ông coi cô ấy như con gái của mình. Sau khi ra khỏi đồn, Gu Huyên đến đón cảnh sát Go, cả hai cùng nhau đi ăn. Bây giờ họ đều đang có một tình trạng chung. Người thì đau khổ vì mất vợ, cảnh sát Go day dứt sau tai nạn của Seo Jong. Hai người nâng chén, coi nhau như anh em sau những gì vừa cùng nhau trải qua. Bây giờ Gu Huyên mới bày tỏ nguyện vọng, anh muốn vào quốc hội. Lần trước trên chương trình phỏng vấn, Gu Huyên từng nói rằng anh không thích dính níu đến chính trị, nhưng để đối phó với VIP của tổ chức thợ săn, anh buộc phải thay đổi quyết định. Cảnh sát Go muốn giúp Gu Huyên, nhưng anh không cần. Gu Huyên muốn cảnh sát Go dành nhiều thời gian bên gia đình. Trận đấu này sẽ cực kỳ nguy hiểm, anh không muốn có nhiều người bị kéo vào. Lời này của Gu Huyên làm cảnh sát Go rất cảm kích. Bất ngờ ông nhận được điện thoại của con gái, muốn bố về nhà sớm. Cảnh sát Go xin phép về trước. Ở nhà ông lại tiếp tục uống rượu. Vô tình cảnh sát Go nhìn thấy người giao hàng cho vợ đang cầm dao. Ông nhớ đến những người thân trước đây đều đột ngột ra đi mãi mãi, sợ vợ sẽ bị hại. Cảnh sát Go lập tức chạy tới oánh người giao hàng, người vợ đứng ra bảo vệ hắn ta. Cảnh sát Go nghĩ bà ấy cùng tên giao hàng ngoại tình. Ông tức giận không nghe vợ giải thích, vô tình đẩy ngã con gái. Cô bé rất thất vọng về bố. Hôm sau cảnh sát Go đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông đang có triệu chứng của bệnh tâm thần. Cảnh sát Go quyết định tìm một phòng trọ để bản thân không làm hại vợ con. Ông chỉ dám nuôi một chú mèo nhỏ bầu bạn. Một bên khác, cậu hậu bối than thở với bạn gái muốn từ bỏ nghề cảnh sát bởi nó có quá nhiều bất cập. Cảnh sát liêm chính thì bị hại, đám ô hợp tham nhũng thì ngày ngày đều sống tốt. Bạn gái gợi ý cho cậu hậu bối hay là về làm YouTuber, cô ấy có một người bạn chiếu trực tiếp mấy trò mạo hiểm, tháng cũng kiếm được cả đống tiền, trong đó có một trò là điều tra về tội phạm người Triều Tiên. Nghe tới đây, cậu hậu bối nhớ ra tên sát thủ Triều Tiên giết Nam Son ngày trước, cậu ta cùng bạn gái quyết định đến tìm YouTuber, được hắn ta đồng ý giúp đỡ. Cậu hậu bối sẽ xâm nhập vào hang ổ người Triều Tiên. Hôm sau cậu hậu bối đến báo tin cho cảnh sát Go, tuy nhiên bây giờ ông không có tâm trạng. Cảnh sát Go khuyên hậu bối dừng điều tra vì việc đó sẽ đem lại rất nhiều nguy hiểm. Cậu hậu bối trách cảnh sát Go là người hèn nhát, chẳng lẽ để cố gắng của mọi người đổ sông đổ biển, hơn nữa vì ai mà Seo Jong mới ra nông nỗi này. Cậu hậu bối mặc kệ cảnh sát Go, quyết định đi làm việc bản thân cho là đúng đắn. Trước khi đi, cậu hậu bối cho cảnh sát Go biết Seo Jong đã tỉnh lại, dường như cô ấy đang tìm cảnh sát Go. Lúc sau ông đến bệnh viện thăm Seo Jong, mang theo cho cô ấy một tượng Đức Mẹ, hy vọng người sẽ bảo vệ cho Seo Jong. Hiện tại một bên chân của cô hoàn toàn bị ấy cụt. Cảnh sát Go thấy vậy vô cùng đau xót. Sau đó cảnh sát Go đến thánh đường xin tội. Ông hy vọng từ nay về sau sẽ không có thêm ai bước vào cuộc đời. Mỗi người đến với cảnh sát Go đều phải ra đi một cách đau khổ. Ông thà sống một mình còn hơn. Lúc này các VIP của tổ chức thợ săn đang bàn bạc tìm người thay thế vị trí của giám đốc Hong. Họ cần có một người. Khi mọi chuyện của tổ chức bị bại lộ, sẽ trở thành kẻ thế mạng. Phú bà rất thích Gu Huyên vì sự thông minh và độ nổi tiếng của anh. Thiếu soái cũng thấy đó là lựa chọn thích hợp, nhưng nếu chọn một kẻ thông minh quá, không biết chừng sẽ bị cắn ngược lại. Bất ngờ A Hổ đi đến, hắn đã giao thư ký Kim cho VIP. Bây giờ cần tiền để về Triều Tiên, thiếu soái cho người chăm sóc cẩn thận A Hổ. Hắn được dẫn đi massage, không ngờ một tên áo đen xuất hiện, muốn xin A Hổ một quả thận. Sau đó A Hổ trốn đến quán net, bất ngờ cậu hậu bối và YouTuber xuất hiện. Khi cậu hậu bối giới thiệu là cảnh sát, A Hổ lập tức bỏ chạy. Hai người phát hiện vội đuổi theo, nữ cảnh đang mai phục bên ngoài, vừa trông thấy A Hổ, cô nhanh trí lái mô tô đuổi theo, hai bên tạo thành thế gọng kìm.
dồn A Hổ vào một con ngõ, hắn cố gắng chống cự, nữ cảnh sát rút súng điện ra bắn, không may bắn nhầm vào YouTuber, cậu hậu bối lao lên vật ngã A Hổ. Nữ cảnh sát liền đá hắn một cái và đúng chỗ A Hổ bị moi nội tạng, khiến hắn mất sức kháng cự. Sau khi khống chế được A Hổ, cậu hậu bối bắt đầu lấy lời khai. A Hổ thừa nhận hắn là người ra tay với Nam Son, tuy nhiên không ngờ người ra lệnh lại chính là Gu Huyên. Anh đã lấy máy tính thuê sát thủ Triều Tiên xử lý Nam Son trong bệnh viện vì Nam Son phát hiện điểm bất thường trong lời khai trước và sau của Gu Huyên. Nói thế nào cậu hậu bối cũng thấy khó tin. A Hổ kể về tổ chức thợ săn, bây giờ bãi săn đang lan rộng ra toàn Hàn Quốc, kể cả hắn và những người ở đây đều trở thành là con mồi. Bất ngờ một nhóm người áo đen đi tới chặn cả hai đầu lối đi. Miệng A Hổ quả thật linh nghiệm, đám thợ săn sẽ giết hết những ai biết về bí mật của tổ chức. Chúng hạ gục đám người A Hổ. Đột nhiên một quả bom khói từ đâu ném ra, người đeo mặt nạ phòng độc từ trong đám khói xuất hiện, gõ đầu từng tên thợ săn, giải cứu cho những người bị mắc kẹt. Tất cả cùng nhau lên xe bỏ trốn. Hóa ra người đeo mặt nạ là đội trưởng Hói. Cậu hậu bối bật khóc vì suýt chít. Buổi sáng, cảnh sát Go đang ở bệnh viện chăm sóc Seo Jong, xem được tin tức Gu Huyên làm chính trị. Ông vô cùng tự hào vì cứu được một người tiềm năng. Bất ngờ nữ y tá mang tấm ảnh gia đình Gu Huyên mà Seo Jong nắm chắc trong tay. Đúng lúc này Seo Jong vừa hay tỉnh lại, cảnh sát Go đưa ra tấm ảnh. Chi tiết quan trọng mà Seo Jong nói nằm trong bức ảnh này, cô ú ớ như để khẳng định với cảnh sát Go, vì vậy cảnh sát Go đến nhà Gu Huyên điều tra lại. Theo chỉ dẫn của Seo Jong, cảnh sát Go tìm được cuốn sách điểm mù tâm lý, đồng thời tấm ảnh con trai Gu Huyên chỉ ra, thằng bé thuận tay trái, như vậy dấu X sẽ đánh sang hướng ngược lại. Còn dấu X trên bức tranh, do một người thuận tay phải vẽ lên, cảnh sát Go nhớ ra, Gu Huyên là người thuận tay phải, dấu X chứng tỏ. Gu Huyên muốn trừ khử người vợ, cảnh sát Go cũng phát hiện thêm, bức ảnh bị cháy của gia đình Gu Huyên mất một góc, khác những bức ảnh được treo trong nhà. Chứng tỏ không phải cùng một máy ảnh chụp lại mà nhờ một người khác chụp ảnh. Biên bản lời khai Gu Huyên lại nói rằng chính tay anh chụp ảnh cho gia đình, trong đây có điều gian trá. Có thể ngay từ đầu, toàn bộ lời khai đều là giả, gia đình Gu Huyên không hề có chuyến đi dã ngoại nào. Cảnh sát Go nhớ đến một câu Gu Huyên từng nói, khu săn bắn không chỉ ở trong núi, mà là cả đất nước Hàn Quốc, có thể căn nhà này cũng là một bãi săn, nói cách khác nó chính là hiện trường đầu tiên của vụ án và Gu Huyên mới thực sự là một thợ săn. Nhận ra bộ mặt thật của Gu Huyên, cảnh sát Go đến gặp anh nói chuyện, Gu Huyên vẫn tỏ ra vô cùng thân thiết, cảnh sát Go lấy bằng chứng và bắt đầu đưa ra những suy luận. Đầu tiên Gu Huyên ra tay mắc cổ vợ ở nhà, vết lõm trên giường do hành động đó để lại. Bước thứ hai anh lấy một tấm ảnh, giấu xác vợ vào trong xe, mang theo cả con trai vì thằng bé đã chứng kiến toàn bộ tội ác. Sau đó Gu Huyên lên đường đến ngọn núi, tạo dựng một hiện trường giả, biến bản thân thành nạn nhân của vụ án. Đổ tội cho giám đốc Hong, tên chủ nhà nghỉ vốn không phải một thợ săn, hắn là nạn nhân, bị cuốn vào tội ác của Gu Huyên, anh còn tự làm tổn thương bản thân, tự ấy lưỡi, diễn sao cho vở kịch chân thực nhất, không may bị một người phát hiện, Gu Huyên bắn chít người này, rồi kéo xác hắn vứt ra bìa rừng, biến hắn ta trở thành thợ săn bị giết, xóa sạch dấu vân tay, để không ai tìm ra thân phận thật của hắn ta, Gu Huyên còn cẩn thận để lại vết đạn trên thân cây, cuối cùng anh trở lại đốt căn nhà, để xóa sạch toàn bộ dấu vết, quay lại thực tại cảnh sát Go khẳng định, mục đích thật sự của Gu Huyên là chiếm được sự đồng cảm của mọi người để anh dễ bước chân vào con đường chính trị. Hơn nữa chắc chắn Gu Huyên còn có hậu thuẫn, chính là lão nghị sĩ đảng cầm quyền. Giám đốc Hong không thông minh bằng Gu Huyên nên bị các VIP loại bỏ. Bây giờ cảnh sát Go hỏi Gu Huyên những gì ông vừa suy luận có chính xác, Gu Huyên vẫn lặng im không trả lời. Anh lấy cây bút của cảnh sát Go, Gu Huyên biết trong đó có máy ghi âm, bày ra bộ mặt châm chọc cảnh sát Go rồi tắt đi. Sau đó Gu Huyên nở một nụ cười đắc thắng. Những gì cảnh sát Go suy đoán hoàn toàn chính xác, nhưng bây giờ ông lấy gì để bắt Gu Huyên? Cảnh sát Go vô cùng tức giận, ông túm áo Gu Huyên, ngay lập tức bị mọi người lôi ra ngoài. Trước khi đi, cảnh sát Go xin thề sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của Gu Huyên. Tuy nhiên ngay khi ông vừa ra ngoài, đang gọi điện nhờ người giúp đỡ, thì bất ngờ ăn một gậy. Mấy tên áo đen bắt cóp cảnh sát Go, rồi đưa ông đến một căn phòng. Người chỉ huy đám áo đen là lão viện trưởng bệnh viện tâm thần. Lão ta thao túng tâm lý, nói rằng cảnh sát Go đã bị điên. Ông tức giận bởi bản thân hoàn toàn bình thường. Lão viện trưởng vẫn trói cảnh sát Go lại. Lúc này Gu Huyên nhận được cuộc gọi của VIP, bắt anh thực hiện một nhiệm vụ, thể hiện lòng trung thành với tổ chức thợ săn. Gu Huyên tìm đến nhà cảnh sát Go. Nhiệm vụ của anh là giết vợ con của cảnh sát Go. Người vợ không biết chuyện gì, vẫn chào đón Gu Huyên nhiệt tình. Anh nhận được tin nhắn, đã xử lý toàn bộ CCTV xung quanh, có thể yên tâm ra tay. Nhưng Gu Huyên phát hiện một máy quay mini được gắp dưới bàn để các VIP có thể xem trực tiếp quá trình giết người, đồng thời giữ lại chứng cứ, phòng trừ trường hợp Gu Huyên phản bội tổ chức. Tuy nhiên Gu Huyên không muốn ra tay với vợ con cảnh sát Go. Anh tìm cách câu giờ, lấy trộm một con dao trong bếp. Sau khi ra bên ngoài, Gu Huyên nói với VIP cần dùng vợ con cảnh sát Go cho mục đích khác. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này có một con mồi phải chít. Gu Huyên ra tay với vệ sĩ đi theo, vẻ mặt tàn ác của anh vừa hay đáp ứng được kỳ vọng của các VIP. Ngày hôm sau, Gu Huyên đưa con gái cảnh sát Go lên truyền hình, lợi dụng cô bé đánh bóng tên tuổi của bản thân. Hiện giờ cảnh sát Go đang mất tích, Gu Huyên hứa sẽ tìm bố về cho cô bé.
sau màn phỏng vấn được Gu Huyên viết kịch bản, con gái cảnh sát Go được đưa ra ngoài, bấy giờ Gu Huyên mới đọc bài phát biểu của mình, anh muốn thay những người bị hại đi tìm chính nghĩa. Vì VIP đứng đầu tổ chức xấu xa, đều là những quan chức cấp cao, một công dân nhỏ bé không thể làm gì được, Gu Huyên muốn đi trên con đường chính trị, từng bước vạch trần tội ác của chúng. Khán giả bắt đầu đồng lòng với Gu Huyên mà không biết con ác quỷ lớn nhất đang ở đây diễn trò. Một bên khác, cảnh sát Go liên tục bị trích thuốc, là loại thuốc khiến người ta mất đi ký ức, dần dần trở thành điên loạn. Đây là loại thuốc được lão viện trưởng chế tạo nhằm khống chế tay sai trong tổ chức thợ săn. Một khi họ mất hết ký ức, sẽ sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh, biến thành những con chó trung thành. Giám đốc Hồng cũng dùng loại thuốc này với bảo vệ. Ban đầu tên bảo vệ là một sĩ quan hải quân đến điều trị ở bệnh viện tâm thần. Lão viện trưởng cho người tiêm thuốc mất trí để dễ dàng thuần phục hắn ta. Tên bảo vệ điên loạn rồi mất dần ký ức, trở thành người thay VIP giám sát giám đốc Hồng. Quay lại thực tại, cảnh sát Go cũng nhận biết bản thân đang dần mất đi ký ức. Ông thu âm những điều cần nhớ, tự nhắc mình đã bị lừa dối thế nào. Sau khi được đưa trở lại phòng riêng, tên bác sĩ cho cảnh sát Go gặp một người, không ngờ lại là thư ký Kim. Cô ấy bị tẩy não, bây giờ chỉ còn nhớ tới Gu Huyên. Miệng liên tục nhắc tên anh, lo lắng Gu Huyên xảy ra chuyện, cảnh sát Go uất hận nhưng không dám nói ra sự thật kích động thư ký Kim. Bên ngoài, bác sĩ thấy thư ký Kim còn ký ức, có cần tiêm thuốc cho cô ta nữa không? Lão viện trưởng cho rằng, giống như loài chó, thì con người chỉ cần nhớ đến chủ nhân của mình, chính là ký ức sót lại duy nhất trong đầu thư ký Kim hiện tại. Sau khi thư ký Kim đi, cảnh sát Go nhớ lại mọi chuyện. Dù có tiêm bao nhiêu thuốc, nhưng bản mặt xấu xa của Gu Huyên vẫn hiện lên. Cảnh sát Go tức giận đấm vỡ gương rồi gào thét, các bác sĩ phải vào khống chế ông. Lúc này, đội trưởng Hói dẫn theo cấp dưới đến tập hợp với những cảnh sát, quyết định điều tra lại chân tướng vụ án của Gu Huyên. Trước khi mất tích, cảnh sát Go đã gọi điện nhờ cậy. Trong đội có hai cảnh sát đến từ đội trọng án và trưởng ban giám định hiện trường. Đội trưởng Hói làm theo lời cảnh sát Go, điều tra từ tên đội trưởng đội trọng án. Phát hiện hắn thường xuyên đến một kho đông lạnh. Trước khi tìm ra thi thể của vợ Gu Huyên, trên xác nạn nhân có hiện tượng đông lạnh và giã đông nhiều lần, cùng bức ảnh tên đội trưởng vác thùng xốp lớn, chứng minh hắn là người di chuyển thi thể từ kho đông lạnh sang nhà giám đốc Hồng. Vì nguyên nhân này mà trưởng ban giám định hiện trường cho chó nghiệp vụ chạy khắp ngọn núi, cũng không phát hiện thi thể vợ Gu Huyên. Đồng thời, thân phận của thợ săn chít trên núi được xác định là một nhà sinh vật học, hắn ta lên núi nhổ hoa bắt bướm, vô tình trở thành nạn nhân trong vở kịch của Gu Huyên. Mấy người đội trưởng Hói đang thảo luận, bất ngờ tên đội trưởng đi tới, hắn dẫn theo một đám thợ săn nhằm xử lý những người có ý định điều tra. Lẽ ra mấy người nên yên lặng mà sống, đội trưởng Hói cũng cay tên đội trưởng từ lâu, ông choảng ngay cái cốc vào đầu hắn, đám thợ săn lao lên, đội trưởng Hói xung phong cản chân để cấp dưới có cơ hội thoát thân, ông bị thợ săn đập một cái bất tỉnh. Cậu hậu bối trốn thoát, liền mang theo những thông tin điều tra được, nhờ tên nhà báo viết bài về sự thật về vụ án của Gu Huyên. Một bên khác, Gu Huyên đến thăm Seo Jong. Nhìn vào tình trạng hiện giờ của cô, anh cũng kể ra hết sự thật. Vợ Gu Huyên là người đề nghị để cô ấy và con trai rời đi. Vẻ ngoài gia đình Gu Huyên vô cùng hạnh phúc, nhưng bên trong Gu Huyên đang thao túng và cầm tù vợ con. Anh nổi giận với người vợ, không may nỡ tay bóp chít cô ấy. Giá như lúc đó con trai không nhìn thấy, Gu Huyên sẽ không ra tay với thằng bé. Giá như bây giờ Seo Jong vĩnh viễn hôn mê, Gu Huyên sẽ không phải tự kết thúc mạng sống của cô. Gu Huyên chuẩn bị cho Seo Jong một liều thuốc. Cô sợ hãi nhưng lại không thể kêu lớn. Sau khi xử lý Seo Jong, Gu Huyên đến bệnh viện tâm thần tìm cảnh sát Go. Nhìn thấy tình trạng của ông, Gu Huyên vô cùng đắc ý. Sau đó anh đi cùng lão viện trưởng đến phòng riêng. Ở đây lão ta đề nghị Gu Huyên làm chuột bạch cho loại thuốc nói thật vừa chế tạo. Gu Huyên đồng ý, nhân cơ hội lão viện trưởng thăm dò anh. Lão ta hỏi Gu Huyên tại sao lại quyết định tham gia tổ chức thợ săn. Anh nói ra lý tưởng của mình, những người ưu tú chiếm một phần nhỏ nhưng lại có công lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội. Vì vậy họ phải có quyền thống trị nhân loại thấp kém. Với Gu Huyên, thợ săn không phải là ác ma mà họ là đấng tối cao. Vô tình hai lý tưởng lớn gặp nhau. Với VIP của tổ chức, con người chỉ là công cụ để họ thỏa mãn niềm vui. Ở đây là sự thích thú khi giết chóc. Gu Huyên còn bày ra phương pháp huấn luyện con người giống với huấn luyện loài chó, đẩy một ai đó vào tuyệt cảnh rồi xuất hiện như một vị thần, gieo cho người ta hy vọng, kéo họ thoát khỏi vực sâu để người đó chấp nhận làm theo những gì sai khiến. Gu Huyên đã áp dụng thành công cách này với Seo Jong, cảnh sát Go và thư ký Kim, tạo dựng lòng tin của tất cả mọi người. Bên kia, cảnh sát Go đang cầu nguyện cho gia đình ông được bình an. Gu Huyên đi đến, nói rằng lời cầu nguyện đã thành sự thật. Gu Huyên đưa vợ con cảnh sát Go ra nước ngoài. Gu Huyên cho cảnh sát Go biết vợ ông đã ôm anh để cảm ơn. Cảnh sát Go tức giận vì Gu Huyên đem vợ con ông ra làm trò đùa. Anh bày ra bộ mặt khiêu khích, chỉ là đang nuôi thêm mấy con chó thôi mà. Cảnh sát Go chỉ biết bật cười. Ông có một câu hỏi cho Gu Huyên, làm thế nào có thể nổ súng bắn chết con trai. Gu Huyên chẳng quan tâm vì thằng bé đâu phải con ruột. Cảnh sát Go thắc mắc thêm một điều, tại sao Gu Huyên phải nhất định gia nhập tổ chức thợ săn. Anh cẩn thận tắt hết camera an ninh rồi mới trả lời câu hỏi. Gu Huyên muốn tự tay thanh trừng đám ác ma để được người đời tung hô. Câu trả lời anh cho là ngầu, bị cảnh sát Go vô cùng khinh bỉ. Sau khi Gu Huyên đi, cảnh sát Go được đưa lên bàn mổ, bên cạnh ông còn có thư ký Kim, bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật liền bị cảnh sát Go tấn công, hai bên vào thế giằng co quyết liệt.
tên bác sĩ bắt thư ký Kim làm con tin. May mắn đội cứu binh đến kịp lúc, họ dẫn theo cảnh sát Go và thư ký Kim rời đi. Sau đó mọi người cùng nhau đến tìm tên đội trưởng xấu xa. Cảnh sát Go trích cho hắn một mũi mất trí nhớ, khiến tên đội trưởng răm rắp nghe lời. Hắn dẫn theo cảnh sát cùng tên nhà báo đến căn cứ bí mật của VIP. Ở đây có đầy đủ bằng chứng chứng minh về sự tồn tại của tổ chức thợ săn tàn ác. Lúc này Gu Huyên lên núi đi săn, không biết con mồi lần này là ai. Các VIP cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Đến khi Gu Huyên nhận được đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và cảnh sát Go, Gu Huyên mới nhận ra bản thân chính là con mồi. Hóa ra thư ký Kim không mất trí nhớ, cô hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời biết được bộ mặt ác quỷ của Gu Huyên trong lúc đến gặp cảnh sát Go. Thư ký Kim đã đưa cho ông máy nghe lén mà cô được Gu Huyên giao cho khi làm nhiệm vụ theo dõi giám đốc Hong. Một chiêu gậy ông đập lưng ông khiến Gu Huyên không kịp trở tay. Quay lại thực tại, Gu Huyên không hề nao núng, vị trí thợ săn và con mồi có thể hoán đổi bất cứ lúc nào. Phú bà trở thành mục tiêu đầu tiên bị hạ gục, nữ vệ sĩ bên cạnh bà ta đã đổi chủ, Gu Huyên sẽ trở thành lãnh đạo tốt hơn của cô ta. Cuộc đi săn diễn ra đến nửa đêm, VIP bị Gu Huyên lùa như gà, phải chạy trốn vào trong nhà hoang. Lão viện trưởng bị hạ gục, Gu Huyên chĩa súng về phía thiếu soái. Nghị sĩ già sợ thiếu soái tổn thương, đưa ra yêu cầu thương lượng với Gu Huyên, nhưng anh đang trên thế thắng, đâu dễ gì mà thỏa hiệp. Lão nghị sĩ sợ chết quyết định bán đứng thiếu soái. Gu Huyên bảo lão ta bỏ súng xuống, nghị sĩ già giả vờ nghe lệnh. Lão ta định rút súng bắn trộm Gu Huyên nhưng bị anh nhận ra xử đẹp trước. Bây giờ chỉ còn lại thiếu soái, hắn hết lời cầu xin Gu Huyên, nói rằng ông nội có thể giúp anh đắc cử. Gu Huyên bắt đầu lưỡng lự, bất ngờ cảnh sát Go xuất hiện, chĩa súng vào lưng Gu Huyên. Người như anh mà làm tổng thống, cả đất nước này sẽ suy tàn. Gu Huyên có một món quà muốn tặng cảnh sát Go, cho ông gặp mặt thiếu soái, kẻ thù giết con trai 5 năm trước, cảnh sát Go sẽ lựa chọn giết hắn trả thù hay giết Gu Huyên cứu hắn. Gu Huyên bảo cảnh sát Go cứ ra tay, xóa dấu vết cứ để anh lo liệu, nhưng ông lại không thể xuống tay. Gu Huyên cho rằng cảnh sát Go nhát gan, nếu bây giờ thiếu soái không chết thì sau này người chết sẽ là họ. Cảnh sát Go giơ súng lên một lần nữa, thiếu soái cầu xin. Gu Huyên lại giục ông bắn nhanh đi, cảnh sát Go thật sự nổ súng, nhưng chỉ bắn què hai chân thiếu soái, kẻ ác nào cũng phải nhận trừng phạt. Bây giờ đến lượt Gu Huyên, anh trực tiếp thách thức cảnh sát Go, ông sẽ giết Gu Huyên, rồi sẽ tự vấn. Anh nhắc đến người nhà cảnh sát Go, nếu ông chết thì vợ con phải làm sao đây? Cảnh sát Go lại lưỡng lự, nhân cơ hội Gu Huyên gạt chân ông, cảnh sát Go cố với lấy khẩu súng nhưng bị Gu Huyên đá bay. Cả hai quyết định đấu tay đôi, cảnh sát Go ăn liên tiếp vài cú đấm, Gu Huyên muốn bóp chết ông. Cảnh sát Go rút trong túi con dao đâm vào đùi Gu Huyên, hai bên gần như kiệt sức nhưng cảnh sát Go vẫn đứng dậy được. Lúc sau một chiếc ô tô xuống núi, Gu Huyên bị ném giữa rừng, cảnh sát Go tha chết cho anh rồi cùng đội trưởng hói trở về Seoul. Ông đọc lại bản tường trình của Gu Huyên, trong lòng thầm cảm thán, đúng là một tiểu thuyết gia thiên tài. Bên kia Gu Huyên được một người đi đường phát hiện, nhưng dường như anh lại chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Một tháng sau, cảnh sát Go về vườn, tự mở cho mình một phòng tập boxing, rèn luyện cho lớp trẻ của đồn cảnh sát. Vợ con ông cũng yên ấm bên nước ngoài. Ngày cảnh sát Go đến thăm mộ Seo Jong, vô tình gặp được chị em song sinh của cô ấy. Hình bóng cô cảnh sát tài sắc vẹn toàn lại quay về, những người khác cũng có cuộc đời mới, còn Gu Huyên vẫn chưa biết mình là ai trong thế giới này. Con người luôn bị tham vọng kéo vào vực sâu không đáy, tự lầm tưởng vị trí của bản thân, rồi viết ra cuốn tiểu thuyết cuộc đời không có thật. Có khi nào bạn đọc một cuốn sách lại thấy có hình ảnh của mình trong đó? Bạn là nhân vật nào? Hãy comment bên dưới cho AD biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Hẹn gặp lại trong các clip kế tiếp.